Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 181. Thật sự không phải cùng một cấp bậc. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện ở trong tay hắn, giờ phút này kiếm Thanh Huyên lại phát sinh biến hóa. Kiếm do người mà mạnh. Sau khi hắn thoái biến, kiếm Thanh Huyên thực ra cũng sẽ biến hóa theo, hiện tại hắn và kiếm Thanh Huyên đề đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Bích Tiêu xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, ánh mắt Bích Tiêu vô cùng kinh ngạc, ngươi. Đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu. Bích Tiêu mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn về phía Bích Tiêu cô nương, giao đấu một chút. Bích Tiêu trừng mắt nhìn, ngươi xác định. Diệp Huyên cười nói, xác định. Bích Tiêu gật đầu, được. Nói xong, hai người rời khỏi tiểu tháp, đi đến một thời không thần bí chưa xác định. Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, ra tay đi. Diệp Huyên vung tay áo lên. Suy. Một thanh kiếm chém thẳng về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu chắp hai ngón tay chỉ về phía trước. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, ngay sau đó, Bích Tiêu lập tức bị chấn động bay ra xa đến mấy nghìn trượng. Không chỉ như thế, nàng ta mới vừa dừng lại, hai ngón tay của nàng đã bị đứt tận gốc. Chấm 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 chấm. Ngẩn người. Bích Tiêu trực tiếp ngẩn người. Như này là sao? Xa xa, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã sớm đoán trước được. Kiếm Thanh Huyên vốn đã được Thanh Nhi cải tạo lại, đặc biệt là mũi kiếm, trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí Thanh Nhi tạo ra. Tuy thực lực của Bích Tiêu mạnh, nhưng không có nghĩa là nàng ta có thể xem thường kiếm Thanh Huyên. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi và kiếm của ngươi khiến ta rất kinh ngạc. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Bích Tiêu trầm giọng nói, tuy rằng ngươi hiện tại là phá khuyên nhân, nhưng trong tình huống bình thường, với thực lực hiện tại của ngươi, vẫn là không thể gây thương tổn cho ta, bởi vì, ta là hỏa khuyên nhân, theo lý thuyết mà nói, kiếm của ngươi không thể phá quy tắc của ta. Mà mới vừa rồi, kiếm của ngươi không chỉ phá quy tắc của ta, còn làm ta bị thương. Nói xong, nàng ta nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, vậy ta thử không dùng kiếm, thế nào? Bích Tiêu gật đầu, được. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên đã biến mất, hắn bước lên phía trước, một bước bước ra, một tia kiếm quang chợt lóe qua. Xa xa, tay phải Bích Tiêu đưa ra trước, sau đó nắm chặt, cái nắm này, nàng ta thế nhưng đã trực tiếp nắm lấy kiếm quang của Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng ta liền thay đổi. Kiếm quang vỡ tan, Bích Tiêu bị lùi ra xa mấy trăm trượng. Mà nàng ta còn chưa dừng lại, Diệp Huyên bỗng nhiên chỉ tay, sau đó từ xa cắt chéo một đường về phía Bích Tiêu. Suy. Một tia kiếm quang chém thẳng xuống từ đỉnh đầu Bích Tiêu, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Bích Tiêu nheo mắt, nàng ta mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng áp tay xuống, trong nháy mắt, một kết giới thần bí xuất hiện xung quanh nàng ta. Thời không quanh người Bích Tiêu khẽ rung lên, tia kiếm quang kia lặng lẽ biến mất, mà Bích Tiêu lại không bị sao cả, nhưng vào lúc này, từng đạo kiếm quang giống như mưa lớn chém về phía Bích Tiêu. Kiếm khí như mưa. Rầm 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 rầm. Từng đạo kiếm quang không ngừng vỡ tan, Bích Tiêu lùi rồi lại lùi, khi kiếm quang cuối cùng bị phá nát, Bích Tiêu đã lùi ra xa cả chục nghìn trượng, nàng ta vừa dừng lại, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước. Ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng đến trước mặt Bích Tiêu. Bích Tiêu bị đánh lùi cả chục nghìn trượng trong nháy mắt, nhưng là, Diệp Huyên vẫn như trước không thể phá kết giới của nàng ta. Diệp Huyên không ra tay nữa, bởi vì một kiếm vừa rồi, hắn đã dốc hết sức rồi. Xa xa, Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, sâu trong đôi mắt lộ ra chút ngưng trọng. Giờ phút này trong lòng nàng ta vô cùng chấn động. Tuy rằng Diệp Huyên không thể phá kết giới của nàng ta, nhưng Diệp Huyên đã đánh cho nàng ta lùi xa mấy chục nghìn trượng, theo lý mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Diệp Huyên đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, người đây là phòng ngự gì? Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, kết giới đạo pháp của riêng ta, một năng lực đặc biệt riêng của hỏa khuyên nhân. Đây không phải thứ người dưới hỏa khuyên có thể phá, bởi vì đạo pháp ẩn chứa trong đó đã vượt xa thời không chi đạo. Diệp Huyên suy nghĩ,
sau đó nói, ta có thể dùng kiếm Thanh Huyền thử một chút không? Bích Tiêu suy nghĩ, gật đầu, có thể. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyền lập tức biến mất. Trước mặt Bích Tiêu, một thanh kiếm đột nhiên chém tới. Ầm. Thời không trước mặt Bích Tiêu chợt trở nên lồi lõm, ngay sau đó, một lực lượng thần bí đột nhiên vỡ tan. Ầm. Bích Tiêu bị chém bay xa cả chục nghìn trượng. Phá rồi. Xa xa, Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền trở về tay hắn, hắn nhìn về phía Bích Tiêu ở xa xa, vẻ mặt Bích Tiêu vô cùng nghiêm túc, người cộng thêm thanh kiếm này, đã đủ để có thể đối kháng với Phá Huyền Nhân. Lúc này đây, trong lòng nàng ta tựa như sông cuộn biển gầm. Khủng bố. Đây là cảm giác lúc này của nàng ta. Cho dù ở trụ nguyên giới, thiên tài yêu nghiệt nhất cũng không thể lấy Phá Huyền đối kháng với Họa Huyền Nhân. Nhưng Diệp Huyền có thể. Đương nhiên, phải cộng thêm thanh kiếm trong tay Diệp Huyền, nhưng mà, cho dù không có thanh kiếm này, Diệp Huyền thực ra cũng đã có thể đối kháng với Họa Huyền Nhân, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, mà nếu thêm kiếm Thanh Huyền, thì lại hoàn toàn khác. Cộng thêm kiếm Thanh Huyền, Diệp Huyền có cơ hội giết được Phá Huyền Nhân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương, thiên yếm kia là Họa Huyền Nhân, nàng ta mạnh hơn ngươi. Bích Tiêu gật đầu, mạnh hơn ta nhiều. Diệp Huyền có chút tò mò, có thể nói rõ hơn không? Bích Tiêu cười nói, bất kể là Phá Huyền hay là Họa Huyền, đều chia làm trong và ngoài, nội Huyền và ngoại Huyền, ta và Thiên Yếm đều là Họa Huyền Nhân, nhưng nàng ta là nội Huyền, ta là người ngoại Huyền. Ngoài điều đó ra, đạo pháp của mỗi một Họa Huyền Nhân đều không giống nhau, ví dụ như có Họa Huyền Nhân là kiếm tu, mà sức chiến đấu của kiếm tu trời sinh đã mạnh hơn. Dù sao, độ mạnh yếu của sức chiến đấu của một người có rất nhiều nhân tố. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại hỏi, ta hiện tại có thể đối đầu với Thiên Yếm không? Bích Tiêu hơi do dự, lắc đầu, khó. Diệp Huyền cười nói, không sao, từ từ luyện. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, đến trụ nguyên giới không? Diệp Huyền nhíu mày, trụ nguyên giới. Bích Tiêu gật đầu, nơi đó là một vũ đài lớn, thích hợp với yêu nghiệt siêu cấp như ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu ta mang theo ngươi đi đến trụ nguyên giới. Thiên Yếm liệu có ngăn cản không? Bích Tiêu hơi nhếch khóe miệng, chắc chắn có. Diệp Huyền cười nói, chúng ta liên thủ có thể chống lại nàng ta không? Bích Tiêu vẫn là lắc đầu, không thể. Bởi vì thiên khí tộc không chỉ có nàng ta là Họa Huyền Nhân, ở thiên khí tộc, thực lực của nàng ta không thể nghi ngờ là cực mạnh. Nhưng mà những người khác cũng không yếu, đặc biệt vị chiến thần thiên khí của thiên khí tộc, sức chiến đấu của người này vô cùng khủng bố. Diệp Huyền có chút tò mò, chiến thần thiên khí. Bích Tiêu gật đầu, một người vô cùng mạnh, năm đó người này dựa vào sức của một mình đối kháng với 6 vị cường giả Họa Huyền mà không thua. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có đánh lại muội muội của ta không? Bích Tiêu biểu cảm cứng đờ, nàng ta lắc đầu cười khổ, Diệp công tử. Câu hỏi này của ngươi. Thiên Yếm ở trước mặt muội muội ngươi đến sức đánh trả cũng không có, chiến thần thiên khí này đối mặt với muội muội ngươi, vậy chẳng phải nộp mạng sao? Diệp Huyền. Bích Tiêu cười nói, Diệp công tử, có hứng thú đến trụ nguyên giới không? Diệp Huyền nói, ngươi có cách đối phó với người phụ nữ kia. Bích Tiêu nhìn Diệp Huyền, nếu Diệp công tử muốn đi, ta sẽ nghĩ cách đối phó với người phụ nữ kia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Bích Tiêu cô nương, là ngươi muốn quay về trụ nguyên giới đúng không? Bích Tiêu chớp chớp mắt, đương nhiên, chúng ta tiện đường. Diệp Huyền cười ha ha, Bích Tiêu cô nương, ngươi thật thú vị. Lúc trước ta nhận lợi từ ngươi, ta cảm thấy, vô công bất thụ lộc, nếu Bích Tiêu cô nương có chuyện gì cần ta giúp, ta nguyện cống hiến sức lực. Cô gái này thật xấu, rõ ràng là tự nàng ta muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, vậy mong Diệp công tử đưa ta một đoạn. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hai người rời khỏi tiểu tháp. Bích Tiêu ngẩng đầu nhìn, nàng ta phất tay áo, phía chân trời, một đường hầm thời không xuất hiện. Bích Tiêu chỉ đường hầm thời không kia, ta vào trong đó, là có thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy vì sao ngươi không mở đường hầm thời không ở trước mặt mình?
sao phải mở ở xa như vậy? Bích Tiêu cười ha ha, Diệp công tử, điểm chú ý của ngươi thật thú vị. Ta nói với ngươi, ta mở ở đâu cũng không có tác dụng gì, bởi vì người phụ nữ kia sẽ cố tiến vào đó ngăn cản ta, chỉ có người ngăn trở nàng ta, ta mới có thể bình yên rời đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta chỉ có thể ngăn cản một cường giả Họa Khuyên. Bích Tiêu gật đầu, đủ rồi. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên phóng lên cao. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước đường hầm thời không kia, chính là Thiên Yếm. Thiên Yếm nhìn Bích Tiêu, muốn trở về. Bích Tiêu cười nói, đúng vậy. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn Thiên Yếm, đấu lại lần nữa. Vừa dứt lời, thân thể hắn run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Suy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tia kiếm quang đột nhiên bắn nhanh về phía chân trời. Phía chân trời, Thiên Yếm híp mắt lại, tay phải nàng ta trụng ngón tay lại. Ầm. Kiếm quang kia trực tiếp bị kẹp lại, nhưng ngay sau đó, đồng tử mắt nàng ta chợt co rụt, vội vàng buông ra, lùi về sau mấy nghìn trượng. Mà khi nàng ta dừng tay, máu tươi từ từ chảy ra giữa hai ngón tay nàng ta. Nhìn thấy một màn này, Thiên Yếm híp mắt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Phá Khuyên. Diệp Huyên không nhiều lời, kiếm thanh huyên trong tay hắn đột nhiên biến mất. Thiên Yếm đánh một quyền ra. Ầm. Kiếm thanh huyên lập tức bị ngăn cản. Diệp Huyên đang muốn ra tay tiếp, lúc này, Thiên Yếm bỗng đưa tay ra trước, sau đó thuận thế bắt lấy chuôi kiếm thanh huyên, trong giây lát, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Sau đó chém mạnh một kiếm xuống. Tốc độ cực nhanh. Nhưng Diệp Huyên vậy mà không hề né tránh, để mặc nhát kiếm kia chém lên đỉnh đầu hắn. Khi kiếm thanh huyên chạm đến đỉnh đầu Diệp Huyên, Thiên Yếm nheo mắt, định lùi lại, bởi vì nàng ta đã cảm giác thấy điều bất ổn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông lên, chân phải đạp về phía bụng Thiên Yếm. Mà gần như là cùng lúc, Thiên Yếm lập tức vứt bỏ kiếm thanh huyên, tay phải đập mạnh ra. Bịch. Bịch. Cùng với hai âm thanh trầm dục vang lên, Thiên Yếm và Diệp Huyên cùng bị bay ra ngoài, Diệp Huyên bay xa cả chục nghìn trượng, mà Thiên Yếm chỉ bị lùi lại chưa đến nghìn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, thân xác hắn đã không còn. Một quyền vừa rồi đã trực tiếp làm nổ tung thân xác hắn. Mà cú nâng gối kia của hắn lại không thể phá thân xác của Thiên Yếm. Bên kia, Bích Tiêu cũng dừng lại, một người đàn ông đứng chắn trước mặt nàng ta. Người đàn ông đầu tóc bạc phơ, hai tay đặt sau lưng. Cường giả Họa Khuyên. Hai người đều không động thủ. Mà giờ phút này, xung quanh Bích Tiêu còn có mười mấy hơi thở vô cùng mạnh mẽ, trong số đó, có đến 9 hơi thở của Họa Khuyên nhân. Diệp Huyên cũng đã cảm nhận thấy, không thể không nói, giờ phút này hắn rất khiếp sợ. Tại đây thế nhưng có mười mấy vị cường giả Họa Khuyên. Thiên khí tộc này thật không bình thường nha. Quan trọng nhất là Thiên Yếm này, trong nháy mắt vừa rồi, hắn lựa chọn cứng rắn đối đầu với đối phương, đã chịu thiệt lớn rồi. Sức mạnh của đối phương mạnh hơn hắn, cứng rắn đối đầu với đối phương, chỉ có thể là hắn chịu thiệt. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ngươi làm ta cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi thế nhưng đạt tới Phá Khuyên, không chỉ như thế, sức chiến đấu còn dũng mãnh như thế. Nói xong. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Bích Tiêu, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho là dựa vào vua dựa dẫm này có thể giữ mạng sống sao? Bản thân hắn còn phải dựa vào người khác, làm sao cho ngươi dựa vào? Bích Tiêu nhìn thoáng qua Thiên Yếm, hai chữ ở giữa chân mày ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Huyên. Cô gái này, là định bắt lấy điểm này cả đời không buông. Chấm chấm chấm. Nghe thấy lời của Bích Tiêu, vẻ mặt Thiên Yếm chợt nặng nề. Nàng ta nhìn người đàn ông tóc trắng ở phía xa, ngăn vua dựa dẫm này lại. Nói đến đây, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, đừng giết hắn. Nói xong, nàng ta quay người đi về phía Bích Tiêu, nữ nhân, lát nữa ta sẽ xé nát miệng ngươi. Bích Tiêu cười nói, đến đi. Dứt lời, thân thể nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo, sau đó, trong cơ thể nàng ta đột nhiên xuất hiện một gốc cây. Thiên Yếm nheo mắt, cổ thụ thần hoang. Bích Tiêu khẽ cười, không có chút bản lĩnh, thì sao ta có thể đến đây? Thiên Yếm,
ta ở Trụ Nguyên giới đợi ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, sau này gặp lại. Vừa nói xong, nàng ta quay người đi vào đường hầm thời không kia. Còn Thiên Yếm cũng không hề ngăn cản. Diệp Huyên ở bên cạnh nhìn Thiên Yếm, trong lòng có chút hiếu kỳ, cô gái này sao lại không ngăn cản Bích Tiêu? Là do thần hoang cổ thụ kia. Lúc này, Bích Tiêu đã hoàn toàn biến mất trong đường hầm thời không kia. Thiên Yếm quay người nhìn Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy. Diệp Huyên quay người rời đi. Lúc này, người đàn ông tóc trắng lại chắn trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng quay người bước nhanh đến trước mặt Thiên Yếm, hắn giang hai tay, nào, giết ta đi. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên lại gần Thiên Yếm, nghiêm túc nói ta, muốn chết. Lúc này, người đàn ông tóc trắng ở bên cạnh siết chặt tay phải, lập tức đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Người này vừa mới bế quan đi ra, vì vậy, cũng không biết được những chuyện trước đó. Người đàn ông tóc trắng kia đánh quyền tới, còn Diệp Huyên thì lại không tránh không né. Một quyền này nếu bị đánh trúng, hắn nhất định sẽ bị diệt cả thần hồn. Ngay khi nắm quyền của người đàn ông tóc trắng kia chạm vào đầu Diệp Huyên, Thiên Yếm lại vung tay áo. Ầm. Người đàn ông tóc trắng lập tức bị đánh bay ra ngoài cả nghìn trượng. Người đàn ông tóc trắng nhìn Thiên Yếm khó hiểu. Thiên Yếm không giải thích, nàng ta nhìn Diệp Huyên, giơ ngón tay cái, ngươi hay lắm. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhún vai, cũng xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi, người đàn ông tóc trắng kia đi đến trước mặt Thiên Yếm, khẽ cúi người, cổ tế ti, tại sao không giết người này? Vẻ mặt Thiên Yếm vô cảm, giết hắn rồi, thiên khí tộc ta cũng chẳng còn nữa. Người đàn ông tóc trắng kinh ngạc, sao có thể? Thiên Yếm quay đầu nhìn người đàn ông tóc trắng, Thiên Khuyết, đừng động đến hắn. Nói xong, nàng ta quay người, biến mất nơi xa. Thiên Khuyết trầm mặc. Sau khi quay về Đạo Linh Cung, Diệp Huyên lập tức đi vào tháp nhỏ. Vẻ mặt Diệp Huyên có phần khó coi. Thân xác mất rồi. Trận đánh với Thiên Yếm trước đó, phương diện ý thức chiến đấu và sức mạnh của hắn hoàn toàn bị đè bẹp. Đối phương dùng vết thương đổi lấy mạng hắn. Không thể không nói, hắn và Thiên Yếm này vẫn còn chênh lệch không hề nhỏ, trừ khi dùng huyết mạch chi lực cộng thêm kiếm thanh huyên, có lẽ có thể đánh một trận thật sự. Thế nhưng thất bại lần này, cũng thu hoạch được rất nhiều. Mỗi lần chiến đấu, đều có đạt được gì đó. Bởi vì mỗi lần thất bại, hắn có thể tìm ra điểm bất ổn của bản thân. Diệp Huyên bắt đầu tu luyện thân xác. Một ngày sau, thân xác Diệp Huyên được khôi phục, hắn rời khỏi tháp nhỏ, vừa ra khỏi tháp nhỏ thì A Đạo Linh đã xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt A Đạo Linh vô cùng nghiêm trọng, thiên mộ chi địa xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chuyện lớn. A Đạo Linh gật đầu, nàng ta chỉ mặt đất, ngươi cảm nhận thử đi. Diệp Huyên cúi đầu nhìn mặt đất. Một lúc sau, hắn lại nhíu chặt mày, hắn phát hiện, mặt đất đang rung chuyển, không chỉ mặt đất mà không gian xung quanh cũng đang khẽ rung chuyển. A Đạo Linh thấp giọng nói, ta nghi ngờ có thể cô gái kia muốn tiêu diệt dị giới này rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta đi xem thử. Vừa dứt lời, hắn lập tức đi đến thiên mộ chi địa. Lúc này, cả thiên khí tộc đều đang tập hợp trước đàn tế, còn Thiên Yếm thì đang đứng trên đàn tế. Hai tay nàng ta làm dấu tay kỳ lạ, miệng liên tục nhẩm gì đó. Diệp Huyên đến cũng khiến các cao thủ thiên khí tộc chú ý. Nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt các cao thủ thiên khí tộc đều trở nên phức tạp. Vua dựa dẫm lại đến rồi. Đối với Diệp Huyên, đương nhiên bọn họ chỉ hận không thể nhai thịt, uống máu, nhưng bọn họ lại không dám ra tay. Cô gái mặc váy trắng kia, là ác mộng của toàn bộ người thiên khí tộc. Ngày hôm đó, chỉ cần Diệp Huyên gật đầu, kiếm kia rơi xuống, thiên khí tộc đã từng lẫy lừng vô địch sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Thiên Yếm trên đàn tế mở mắt ra, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm chằm chằm, ngươi muốn làm gì? Vẻ mặt Thiên Yếm vô cảm, liên quan gì đến ngươi? Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi muốn tiêu diệt vùng đất lưu đày này, thì ta nhắc nhở ngươi một chút, nơi này có liên quan đến Thanh Nhi. Nếu ngươi tiêu diệt nơi này, ta không cam đoan nàng ấy có xuất hiện hay không.
Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi chỉ biết lấy nàng ta ra đe dọa ta sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, vậy ngươi có thể nể mặt ta không, đừng tiêu diệt nơi này. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, ngươi cảm thấy mặt mũi ngươi đủ dùng sao? Diệp Huyên vung tay, vậy ngươi tiêu diệt đi, ngươi tiêu diệt, Thanh Nhi chắc chắn sẽ xuất hiện, ngươi có muốn cược một trận hay không? Dùng mạng của toàn bộ người trong tộc ngươi để cược, nếu nàng ấy xuất hiện, lần này, ta chắc chắn sẽ gật đầu. Gật đầu. Vẻ mặt Thiên Yếm lập tức trở nên khó coi, hay nên nói là có chút hung tợn. Khi đó, cô gái váy trắng hỏi Diệp Huyên, có muốn tiêu diệt thiên khí tộc không? Nếu hắn gật đầu, thiên khí tộc sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chuyện này đối với thiên khí tộc mà nói, quả thực là sỉ nhục to lớn. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu. Diệp Huyên cười nói, Thiên Yếm cô nương, người muốn giết ta sao? Thiên Yếm châm chọc nói, ta nào dám chứ? Vua dựa dẫm. Diệp Huyên nhìn người thiên khí tộc xung quanh, mấy người thiên khí tộc này đều đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt bọn họ cũng mang theo sát ý không che giấu. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nheo mắt. Lúc này hắn chợt phát hiện, chuyện hắn không nhúng tay vào thiên khí tộc, hình như là một sai lầm. Ngay lúc này, một cô gái thiên khí tộc ở bên cạnh đột nhiên đi ra, cô gái trông giống với Thiên Yếm chừng 6-7 phần. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp công tử, thiên khí tộc chúng ta sẽ không tiêu diệt vùng đất lưu đày này. Diệp Huyên nhìn cô gái đang nói, ngươi là. Cô gái cười nói, Thiên Yếm là tỷ tỷ ta tên Thiên Cơ. Nói rồi, nàng ta đi đến bên cạnh Thiên Yếm, nắm lấy tay Thiên Yếm sau đó nói, Diệp công tử, ngươi và chúng ta, vốn không thù không oán, sở dĩ ồn ào đến mức như hiện tại, thật ra chỉ là hiểu nhầm. Mà bây giờ, hiểu nhầm đã được giải quyết rồi, chúng ta không nên tiếp tục đối chọi. Diệp công tử không muốn thế giới này biến mất, thiên khí tộc ta nguyện ý nể mặt Diệp công tử, chúng ta chắc chắn sẽ không tiêu diệt vùng thế giới này, sẽ không có ý coi Diệp công tử là kẻ thù, chuyện này, Diệp công tử có thể hoàn toàn yên tâm. Diệp Huyên cười nói, ngươi và tỷ tỷ ngươi hình như không giống nhau. Thiên Cơ khẽ cười, tính cách tỷ tỷ khá nóng nảy. Diệp Huyên nhìn Thiên Yếm đang im lặng, sau đó quay người rời đi. Không ai ngăn cản Diệp Huyên. Ngay sau đó, Diệp Huyên đã biến mất nơi chân trời phía xa. Sau khi Diệp Huyên rời đi, mọi người trong sân đều nhìn Thiên Cơ, có một vài người thiên khí tộc có phần không vui. Vừa nãy Thiên Cơ tỏ ra yếu thế với Diệp Huyên, chuyện này khiến bọn họ rất không vui. Thiên Cơ khẽ nói, trước mắt cứ dừng ở đây, hắn cũng không muốn can dự vào chuyện giữa chúng ta và thần hoang tộc, mà thiên khí tộc chúng ta lại không ngừng đối địch với hắn. Ta muốn hỏi người trong tộc chúng ta xem, nếu hắn thật sự cùng với thần hoang tộc đối phó với chúng ta, lúc đó chúng ta nên làm sao? Nói đến đây, nàng ta đột nhiên giống giận, nên làm sao? Tiếng quát đã thay đổi hẳn sự dịu dàng lúc trước. Nên làm sao? Tiếng quát như tiếng sấm rền vang. Thiên Cơ lạnh lùng nhìn các cao thủ thiên khí tộc xung quanh, các ngươi nhìn hắn, ánh mắt đầy sát ý, ta hỏi các ngươi, hắn có nằm ở đây, các ngươi có dám giết hắn không? Dám không? Mọi người im lặng. Thiên Cơ nói tiếp, cho đến hiện tại, chúng ta đều không chịu thừa nhận một sự thật, hay nói cách khác, mọi người vẫn luôn trốn tránh sự thật này, là sự thật nào chứ? Chính là, thiên khí tộc ta căn bản không phải đối thủ của người ta. Cả thiên khí tộc ta ở trước mặt cô gái váy trắng. Chẳng qua chỉ cần một kiếm thôi. Nếu đã vậy, chúng ta có tư cách gì đi làm kẻ địch của Diệp Huyên? Sắc mặt mọi người có phần khó coi, kể cả Thiên Yếm. Thiên Cơ khẽ lắc đầu, chúng ta không đánh lại được cô gái váy trắng, nhưng không lại không ngừng đối đầu với Diệp Huyên này. Ta thật sự không hiểu, chúng ta làm vậy để làm gì? Bởi vì kiêu ngạo của thiên khí tộc ta, nhưng thiên khí tộc ta ở trước mặt cô gái váy trắng thì có tư cách để kiêu ngạo sao? Chủ nguyên giới từ trước tới nay người mạnh nhất bất quá cũng là người trong tranh, còn cô gái váy trắng kia thì sao? Thực lực của nàng ta ít nhất cũng trên cả người trong tranh. Nói rồi, nàng ta lại nhìn mọi người trong sân, thứ cho ta nói thẳng, thiên khí tộc ta trước mặt cô gái kia, e là cũng chỉ như đám kiến mà thôi. Nếu không phải nàng ta muốn rèn luyện Diệp Huyên này thì lúc đó thiên khí tộc ta đã bị tiêu diệt rồi. Trong sân, yên lặng như tờ. Lúc này, Thiên Cơ nhìn sang Thiên Yếm, tỷ tỷ,
ta biết tỷ không phục, cũng khó chịu Diệp Huyên kia, nhưng, tỷ phải hiểu rõ một chuyện, chúng ta đúng là không thể đắc tội hắn, một khi hắn thật sự gia nhập với thần hoang tộc, thì lúc đó chúng ta sẽ rất bị động. Đừng gây chuyện với tên này nữa. Thiên Yếm chậm rãi nhắm hai mắt. Thật ra, những gì Thiên Cơ nói, sao nàng ta lại không biết được. Nhưng, nàng ta thật sự khó chịu Diệp Huyên kia, một con kiến mà cứ hai lần ba bận khiêu khích nàng ta, hắn dựa vào đâu mà khiêu khích mình chứ? Hắn có tư cách gì khiêu khích mình? Cô gái váy trắng. Thiên Yếm đột nhiên mở mắt ra, Thiên Cơ, muội nói đúng. Nói rồi, nàng ta nhìn đường hầm thời không nơi chân trời kia, nàng ta mở lòng bàn tay, sau lưng, đàn tế kia đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếp đó, đàn tế kia đột nhiên nổ tung xuất hiện một kinh khủng cột sáng đen phóng thẳng lên trời, cột sáng đen này đi thẳng vào trong đường hầm thời không kia. Ánh mắt Thiên Yếm chợt lóe lên chút hung tàn, đi. Vừa nói xong, nàng ta lập tức biến thành một luồng sáng đi vào trong đường hầm thời không kia theo cột sáng đen, sau lưng nàng ta là vô số cao thủ thiên khí tộc. Cả tộc rời đi. Còn đàn tế kia đang không ngừng hấp thụ linh khí cả thiên mộ chi địa này, nhưng nó lại không hấp thụ linh khí bên ngoài thiên mộ chi địa, vì nếu hấp thụ linh khí ngoài thiên mộ chi địa thì cả dị thế giới sẽ không còn. Không lâu sau, toàn bộ cao thủ thiên khí tộc đã biến mất. Dị thế giới cũng khôi phục lại bình thường. Tại đạo linh cung, Diệp Huyên nhìn về hướng thiên mộ chi địa, hắn biết, một trận chiến sắp sửa bắt đầu. Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên chợt sững sờ, người đến chính là Diệp Liên. Mà khi nhìn thấy Diệp Liên, Diệp Huyên lập tức ngây người. Vì Diệp Liên chỉ còn lại mỗi linh hồn thế, đã xảy ra chuyện gì? Khi nhìn thấy Diệp Liên, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Diệp Liên chỉ còn lại linh hồn. Phải biết rằng, Diệp Liên là đi theo Niệm Tỷ. Chẳng lẽ Niệm Tỷ xảy ra chuyện rồi? Lúc này, Diệp Liên run giọng nói, ca ca, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên nặng nề, hắn vội nói, đừng gấp, từ từ nói. Diệp Liên lại lập tức nắm lấy tay Diệp Huyên, đi cứu An Tỷ Tỷ và Tú Văn Tỷ Tỷ. Nói xong, nàng ấy lập tức đưa Diệp Huyên xoay người rời đi. Diệp Huyên vội mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên tiến vào trong thân thể Diệp Liên. Sau đó bắt đầu nuôi dưỡng linh hồn cho Diệp Liên. Trên đường, Diệp Huyên thấp giọng nói, Liên Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Niệm Tỷ đâu, muội đừng nói với ta là Niệm Tỷ có chuyện rồi. Trong lòng hắn, chỉ cần ba người Thanh Nhi không ra tay thì Niệm Tỷ chắc chắn là vô địch. Diệp Liên muốn nói lại thôi. Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Liên nhẹ giọng nói, không thấy Niệm Tỷ nữa. Diệp Huyên thấp giọng nói, là sao? Diệp Liên lắc đầu, muội cũng không biết, hôm đó sau khi Niệm Tỷ đưa mọi người đến trụ nguyên giới, không biết tỷ ấy đã phát hiện ra gì, sau đó nói ra ngoài một chuyến nhưng vừa đi thì không hề quay lại. Trụ nguyên giới. Diệp Huyên lại nhíu chặt mày, hắn không ngờ được, mấy người Niệm Tỷ lại đi đến trụ nguyên giới. Diệp Liên nói tiếp, sau khi Niệm Tỷ đi, muội và mọi người tìm tỷ ấy khắp nơi. Sau đó mọi người gặp được cổ tinh tộc, thiếu tộc trưởng cổ tinh tộc muốn theo đuổi An Tỷ Tỷ, An Tỷ Tỷ từ chối, vì vậy hắn ta vẫn luôn gây rắc rối cho mọi người, cứ nhằm vào muội và mọi người. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên u ám. Lúc này, Diệp Liên lại nói, trong một lần mâu thuẫn, An Tỷ Tỷ và Văn Tú Tỷ Tỷ ngăn bọn lại, sau đó bảo muội đi trước. Nói rồi, nàng nhìn Diệp Huyên, bọn họ người đông, Niệm Tỷ lại không có mặt. Thực sự muội và mọi người không địch nổi. Diệp Huyên thấp giọng nói, Văn Tú và Tiểu An không sao chứ? Diệp Liên lắc đầu, muội không biết. Nói rồi, nàng vội nói tiếp, chúng ta phải mau đi thôi. Diệp Huyên đột nhiên đưa kiếm thanh huyên cho Diệp Liên, nhớ lại chuyện về trụ nguyên giới đi. Diệp Liên có phần không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Liên dần dần chuyển động, một lúc sau, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên quay về trong tay hắn, hắn nhìn Diệp Liên quay về tháp nhỏ. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa Diệp Liên vào trong tháp nhỏ. Diệp Huyên cầm kiếm thanh huyên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, chớp mắt, Diệp Huyên đã biến thành một luồng sáng biến mất.
Mục tiêu là trụ nguyên giới. Diệp Huyên dùng kiếm thanh huyên một đường xé rách thời không, cũng may bây giờ thực lực hắn đủ mạnh, nếu không, xé rách như vậy, hắn cũng khó mà chịu đựng nổi. Bởi vì quá xa. Trên đường, sắc mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề, mà hai mắt hắn lại xuất hiện sắc đỏ như máu. Tại trụ nguyên giới. Trụ nguyên giới hôm nay, đoàn kết đến khác thường, bởi vì thiên khí tộc đã xuất hiện. Đối với thiên khí tộc, các thế lực lớn của trụ nguyên giới đương nhiên sẽ không quên, năm đó, gần như là toàn bộ các thế lực trụ nguyên giới liên thủ với nhau mới đuổi được thiên khí tộc kinh khủng này ra khỏi trụ nguyên giới. Là đuổi đi, chứ không phải tiêu diệt. Khi đó, dù là các chủng tộc liên thủ, cũng không tiêu diệt được thiên khí tộc. Ở trụ nguyên giới, có 6 chủng tộc lớn siêu cấp, lần lượt là thần hoang tộc, lê tộc, thiên uyên tộc, mông tộc, cổ tinh tộc, cùng với thạch tộc. Tuy trụ nguyên giới có rất nhiều chủng tộc, nhưng, 6 tộc này là mạnh nhất, cũng là những tộc đứng đầu. Hôm nay, sau khi thiên khí tộc xuất hiện, vốn dĩ tộc trưởng 6 tộc đang tranh đấu nội bộ lại lần nữa tề tựu tại sảnh đường, ký kết hiệp ước liên minh công thủ. Dưới sự dẫn dắt của 6 tộc, các chủng tộc còn lại cũng lần lượt gia nhập. Trụ nguyên giới hiện tại đã đoàn kết như lúc trước. Trong một ngọn núi nơi nào đó. Sau khi tiếng động vang lên, một cô gái điên cuồng lùi ra sau, nàng ta vừa lùi thì thời không sau lưng nàng ta lập tức bị nghiền nát chôn vùi. Cô gái chính là An Lan Tú. Ở bên cạnh An Lan Tú, còn có Trương Văn Tú, mà trước mặt hai cô gái, có 3 nam một nữ đang đứng, người đàn ông dẫn đầu chính là thiếu tộc trưởng cổ tinh tộc cổ nam, hai người đàn ông bên cạnh hắn ta lần lượt là thiếu tộc trưởng thần hoang tộc thần thanh và thiếu tộc trưởng thạch tộc thạch thiên. Còn cô gái còn lại là đại tiểu thư của Lê tộc Lê Huân Nhi. Sau lưng 4 người, còn có 16 cao thủ siêu cấp đứng đó. 16 người này, có 15 người là Phá Khuyên, một ông lão áo đen đứng đầu là cường giả Họa Khuyên. Người vừa ra tay tấn công An Lan Tú, chính là người này. Lúc này, cổ nam dẫn đầu nhìn An Lan Tú, khẽ cười, An cô nương, ngươi là cô gái đầu tiên từ chối ta. Nhưng ngươi càng từ chối ta, ta lại càng có hứng thú với ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta thích cảm giác chinh phục như vậy. Thần thanh của thần hoang tộc ở bên cạnh cười nói, cổ nam huynh, không thể không nói, ngươi rất có mắt nhìn, cô gái này đúng thật rất thú vị. Nhưng mà, cô gái này lại có thể dùng thực lực của Phá Khuyên chống chọi lại Họa Khuyên, nghĩ ra thì thân phận không đơn giản đấy. Ông lão Họa Khuyên đứng đầu cũng nói, thiếu tộc trưởng. Cô gái này đúng là không hề bình thường, nếu người muốn cưỡng ép trói nàng ta về, ta sợ sẽ dẫn đến một vài thị phi không tốt. Cổ nam cười nói, ở trụ nguyên giới này, không có người mà 6 tộc lớn chúng ta chọc không nổi, mà ra khỏi trụ nguyên giới. Nói đến đây, hắn ta khẽ nhếch miệng, ra khỏi trụ nguyên giới, các thế lực thế giới cấp thấp bên ngoài ở trước mặt 6 tộc lớn chúng ta, ngay cả kiến cũng chẳng bằng. Tự cao. Không ai nghĩ rằng cổ nam tự cao. Ở trụ nguyên giới, chính là trung tâm vũ trụ đã biết trước mắt, nơi này, văn minh võ đạo chính là điều tối cao nhất trước hiện nay. Ra khỏi trụ nguyên giới, những thế giới khác trong mắt 6 tộc lớn, cũng giống như người nguyên thủy. Cổ nam lại nhìn An Lan Tú, hắn ta cười nói, nếu An cô nương gả cho ta, với thiên phú của cô nương, lại thêm tài nguyên của nhà họ cổ ta, cô nương muốn đạt đến Phá Khuyên. Cũng không phải không thể. Ở phía xa, An Lan Tú chẳng buồn quan tâm đến cổ nam, nàng nhìn ông lão Phá Khuyên đứng đầu kia tiếp đi. Vừa dứt lời, nàng bỗng nhiên biến mất. Bù! Một thanh trường thương đâm đến trước mặt ông lão như tia chớp, ông lão khẽ nhíu mày, ông ta dùng cánh tay đỡ ngang. Sau khi tiếng động vang lên, ông lão lập tức lùi ra xa gần trăm trượng. Thấy vậy, mấy người cổ nam ở bên cạnh cũng nhíu chặt mày. Bọn họ cũng là Phá Khuyên, nhưng, bọn họ chắc chắn không đỡ nổi ba chiêu của ông lão này, nhưng An Lan Tú này lại có thể đánh lùi được ông lão. Đây đúng là có phần nghịch thiên. Ông lão Họa Khuyên kia liếc nhìn An Lan Tú, ánh mắt có chút nghiêm trọng, đúng là yêu nghiệt. Vừa nói xong, ông ta lao về trước, một quyền đánh vào An Lan Tú. Ở phía xa, vẻ mặt An Lan Tú bình tĩnh. Trường thương trong tay đâm mạnh ra, mũi thương chợt lóe lên hàn mang. Vô số lực lượng ngưng tụ tại một điểm. Ầm ầm. Tiếng động vang dội,
một vùng thương mang nổ tung như núi lửa, An Lan Tú và ông lão đồng thời lùi mạnh về sau, An Lan Tú lùi sâu vào trong khoảng thời không. Còn ông lão thì lùi gần nghìn trượng, thấy vậy, vẻ mặt mấy người cổ nam chợt u ám, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn. Ông lão Họa Khuyên kia nhìn An Lan Tú chằm chằm, ánh mắt ông ta chợt có chút nghiêm trọng. Quá yêu nghiệt. Đây là cảm giác lúc này của ông ta. Nếu cô gái này đạt đến Họa Khuyên, sợ là trong những người cùng cấp thì không ai là đối thủ của nàng cả. Mà Họa Khuyên yêu nghiệt nhất hiện tại của trụ nguyên giới, e rằng cũng không bằng cô gái này. Ở phía xa, An Lan Tú chậm rãi nhắm hai mắt, trường thương trong tay nàng dao động dữ dội. Lúc này, cổ nam bỗng nói, Tam Thúc, có thể hạ được nàng ta không? Ông lão nhìn cổ nam, thấp giọng nói, cô gái này không đơn giản, có thể ngươi không thể hàng phục được. Cổ nam cười lớn, Tam Thúc, ngươi đang nói đùa sao? Một cô gái mà thôi, ta lại không hàng phục được. Ông lão nhíu mày, cháu trai này của mình quả là có hơi tự cao rồi. Cổ nam lại nói, Tam Thúc, nhớ rõ, chưa có giết nàng ta, nhất định ta sẽ biết nàng ta thành người phụ nữ của mình. Nói rồi, hắn nhìn An Lan Tú phía xa, ánh mắt đầy hưng phấn. Chinh phục kiểu phụ nữ này, mới có cảm giác thành tựu. Ông lã nhìn cổ nam, sau đó quay đầu nhìn An Lan Tú, nào, để ta xem ngươi yêu nghiệt đến đâu. Vừa nói xong, ông ta đang định ra tay thì lúc này, An Lan Tú ở phía xa đột nhiên biến mất. Ông lão nheo hai mắt, ông ta lao lên trước, điểm tay. Đối chọi. Thương đến. Trường thương của An Lan Tú lập tức bị một điểm này của ông lão ngăn lại, nhưng sau đó, tay phải An Lan Tú lại buông trường thương, nàng thuận thế lao về trước, đầu gối đá vào bụng ông lão. Ông lão nheo mắt, tay trái ông ta đè xuống. Một tiếng động vang lên, ông lão lập tức bị đánh bay liên tục lùi ra sau, mà lúc này, tay phải An Lan Tú nắm lấy trường thương, sau đó phóng người lên, một thương đâm xuống đầu ông lão. Bù! Thời không xé rách. Ông lão đột nhiên ngẩng đầu, tay phải hắn xoay mạnh, chớp mắt, thời không trước mặt ông ta đã biến thành một lốc xoáy đen. Khi trường thương của An Lan Tú đâm vào lốc xoáy đen, thì lốc xoáy đen đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh người, thoáng chốc, trường thương của An Lan Tú lập tức bị lốc xoáy đen nuốt chửng. Ánh mắt An Lan Tú thay đổi, thân hình nàng khẽ run, lóe lên về sau, lùi đến nghìn trượng, mà khi nàng vừa dừng lại, một tàn ảnh bỗng xuất hiện sau lưng nàng, vẻ mặt An Lan Tú thay đổi, quay mạnh người lại, hai tay đỡ lấy. An Lan Tú lập tứ bị sức mạnh kinh người đánh bật cả nghìn trượng, nàng vừa dừng lại thì thân xác lập tức vỡ nát. Mà trước mặt nàng không xa, là một người đàn ông trung niên đang đứng. Hai vị Họa Khuyên. Trương Văn Tú vội xuất hiện bên cạnh An Lan Tú, nàng ta thấp giọng nói, không sao chứ. Lúc này linh hồn An Lan Tú có chút hư ảo, rất yếu. Đối mặt với một Họa Khuyên, nàng còn có thể đối phó, nhưng hai người thì nàng không thể làm được gì. Lúc này, cổ nam kia đột nhiên nói, An cô nương, ngươi hà tất phải như vậy chứ. An Lan Tú thẳng thừng bỏ qua cổ nam, nàng nhìn hai người đàn ông trung niên trước mặt, tay phải dần siết chặt. Thấy An Lan Tú lại không quan tâm đến mình, cổ nam nheo hai mắt, thích giả vờ cao ngạo đúng chứ? Đợi! Đợi gì? Ngay lúc này, một âm thanh hung tợn đột nhiên vang lên trong sân. Vẻ mặt ông lão và người đàn ông trung niên kia thoáng chốc thay đổi, sau đó, bọn họ nhìn sang cổ nam, lúc này, một thanh niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cổ nam, mà cổ nam còn chưa kịp phản ứng thì giữa trán đã bị một thanh kiếm đâm tới. Người đến chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên thoáng chốc đã khống chế được cổ nam, ông lão kia nheo hai mắt, đừng động đến hắn. Cổ nam nhìn Diệp Huyên trước mặt, ngươi là ai? Diệp Huyên nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng hung tợn, dám nhòm ngó người phụ nữ của ta, còn phá hủy thân xác muội muội ta, là Thiên Diệp cho ngươi cái gan chó đó sao? Vừa dứt lời, hắn đâm mạnh một kiếm dưới háng cổ nam. Á! Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên ở hiện trường. Tuy cổ nam cũng là Phá Khuyên nhân, nhưng chỗ đó lại là nơi yếu ớt nhất của đàn ông. Dù có là hắn ta thì cũng không chịu nổi cơn đau nhức ấy, đương nhiên còn có cả sự nhục nhã ở mặt tâm lý. Thấy Diệp Huyên ra tay, ông lão kia híp mắt lại định ra tay.
Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm vào cổ họng Cổ Nam. Phụt! Một luồng máu tươi bắn ra. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nếu ngươi giết hắn ta thì cổ tinh tộc ta chắc chắn sẽ diệt thập tộc nhà ngươi. Diệp Huyên quay đầu liếc ông lão kia, sau đó tay phải hắn xoay mạnh một cái. Phụt, đầu Cổ Nam trực tiếp bay ra ngoài mà linh hồn của hắn ta cũng lập tức bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Trực tiếp bị xóa sổ. Đám người thần thanh của thần hoang tộc bên cạnh thấy cảnh đó thì sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tên này thật sự giết Cổ Nam. Hơn nữa, còn trực tiếp chặt phăng đầu Cổ Nam. Quan trọng nhất là Cổ Nam là Phá Khuyên Nhân lại chẳng hề có sức chống cự trước mặt người đàn ông này. Ông lão và người đàn ông trung niên kia thấy Diệp Huyên trực tiếp giết chết Cổ Nam sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, còn Diệp Huyên lại bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ông lão gằn giọng, chán sống. Vừa dứt lời ông ta đã xông lên trước hình thành một cái lốc xoáy màu đen bao phủ lấy Diệp Huyên. Thoáng chốc yên tĩnh. Ong! Một tiếng kiếm ngân bỗng vang lên trong cái lốc xoáy màu đen kia, kế tiếp một luồng kiếm quang màu máu lập tức bắn ra từ trong lốc xoáy. Ầm! Cái lốc xoáy kia trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, một bóng người cũng bay ngược ra sau. Bóng người đó chính là ông lão kia. Khi ông ta dừng lại cơ thể cũng vỡ nát chỉ còn lại linh hồn. Mọi người có mặt ở đây thấy cảnh đó đều thay đổi sắc mặt. Thiếu niên này là Họa Khuyên Nhân. Ông lão kia cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ ngơ ngác, ngươi. Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Huyên lại biến mất tại chỗ, sau đó một thanh kiếm đầy máu chợt xuất hiện trước mặt ông ta. Ông lão đã là trạng thái linh hồn biến sắc, thò tay phải ra trước rồi nắm một cái, thoáng chốc, một sức mạnh linh hồn cực kỳ khủng bố lập tức bắn ra từ trong bàn tay ông ta. Kiếm đâm tới. Phụt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thanh kiếm kia đâm xuyên qua lòng bàn tay ông lão. Ngay sau đó, Diệp Huyên đã xuất hiện đằng sau ông ta, còn kiếm Thanh Huyên thì lại cắm phập vào lồng ngực ông lão. Mọi người sửng sốt. Ông lão trợn tròn mắt, bên trong ngàn ngập vẻ khó tin, đây. Ông ta không ngờ mình lại bị người ta giết chết chỉ trong hai kiếm. Ở đằng xa, trong mắt người đàn ông trung niên kia cũng lộ ra vẻ khó tin. Phải công nhận rằng giờ đây ông ta đã hơi hoảng, ông lão kia có cùng cảnh giới với ông ta nhưng lại bị giết trong hai kiếm. Hai kiếm thôi đó. Lúc này, Diệp Huyên bỗng mở tay phải ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt. Kế tiếp, linh hồn ông lão kia đã bị nó hấp thu sạch sẽ. Tuy ông lão kia cũng là Phá Khuyên Nhân, nhưng lại thuộc về người ngoại khuyên. Hơn nữa, khác với người ngoại khuyên như Bích Tiêu, thực lực của ông lão kia rõ ràng yếu hơn nàng ta rất nhiều. Mà giờ phút này, Diệp Huyên lại kích hoạt huyết mạch chi lực, hơn hết là ban nãy khi đối mặt với Diệp Huyên ông ta vẫn còn có chút xem nhẹ hắn nên Diệp Huyên mới có thể giết chết đối phương nội khuyên hai kiếm. Có thể nói người chèn ép được hắn chỉ có những cao thủ nội khuyên như Thiên Yếm. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên hỏi, ngươi là ai, ngươi? Ông ta còn chưa nói xong Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt rồi giơ kiếm chém xuống. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm này ít nhất phải trồng cả mấy vạn luồng. Mấy vạn luồng. Thấy Diệp Huyên chém xuống một kiếm, con người người đàn ông trung niên chợt co rút lại. Ông ta vội mở tay phải ra, một tấm chắn màu đen khổng lồ lập tức xuất hiện. Sau đó, ông ta cầm tấm chắn đỡ giơ lên trước. Ầm. Trong ánh mắt của mọi người, tấm chắn kia rung lên bần bật rồi trực tiếp nổ tung. Người đàn ông trung niên kia thoáng chốc bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Khi ông ta dừng lại thì một bóng người lóe lên, người đàn ông trung niên tức thì mở to hai mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Mà giờ, Diệp Huyên đã ở sau lưng người đàn ông trung niên và kiếm của hắn cũng đâm xuyên qua đầu ông ta. Lại là trực tiếp giết chết. Nhìn thấy cảnh ấy, hiện trường lập tức yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Thiếu niên này đã giết liên tục hai gã Phá Khuyên trong khoảng thời gian ngắn. Khi nào thì Phá Khuyên Nhân yếu như vậy thế? Người đàn ông trung niên đang định nói chuyện thì Diệp Huyên lại mở tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên, trực tiếp hấp thu linh hồn ông ta. Đằng xa, trong mắt những cao thủ cổ tinh tộc đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, họ đã cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, Thạch Thiên, Thần Thanh và Lê Huân Nhi lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
phải nói là họ cũng hơi hoảng. Rốt cuộc thì thiếu niên kia là ai? Bấy giờ, một gã cao thủ cổ tinh tộc định chạy, nhưng hắn ta vừa định đi thì đã bị một luồng kiếm quang đâm xuyên trán. Diệp Huyên ngó gã cao thủ định bỏ chạy kia, ta cho ngươi đi chưa? Hắn vừa nói xong, kiếm Thanh Huyên đã hấp thu linh hồn gã. Mà sau khi linh hồn bị hấp thu, toàn bộ cũng bị xóa sổ. Hoàn toàn biến mất khỏi trên đời này. Đám người thần thanh thấy vậy đều thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên không có ra tay tiếp, hắn chậm rãi đi đến trước mặt An Lan Tú và Trương Văn Tú rồi nhìn hai nàng khàn khàn nói, không sao chứ. Thực ra, huyết mạch chi lực của hắn vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến mình. Mặc dù Diệp Huyên vẫn còn tỉnh táo, nhưng tình huống bây giờ của hắn giống như đã uống rượu. Người nói hắn tỉnh thì đúng là tỉnh thật, song lại không có lý trí. An Lan Tú khẽ lắc đầu, không sao. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết nếu mình muốn thì An Lan Tú và Trương Văn Tú đều sẽ chết. Hắn nghĩ vậy thì sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, xoay phắt người lại, đầu của một cao thủ cổ tinh tộc đằng xa lập tức bay ra ngoài. Đám người thần thanh biến sắc, thần thanh dẫn đội vội nói, các hạ, chúng ta là thần hoang tộc. Thần hoang tộc. Diệp Huyên híp mắt, Bích Tiêu. Thần thanh ngẩn ra rồi hỏi, cậu quen tộc trưởng. Thần hoang tộc. Vẻ mặt Diệp Huyên càng trở nên dữ tợn, đúng lúc này, một luồng khí thế vô cùng khủng bố bỗng quét đến từ xa. Đám người thần thanh thấy vậy tức thì thở phào một hơi. Ông lớn chân chính cuối cùng cũng đến. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở hiện trường, người đến chính là Cổ Sâm tộc trưởng Cổ Tinh tộc và cũng là một họa khuyên nhân. Cổ Sâm liếc nhìn hiện trường, ngay sau đó ông ta quay phát đầu lại nhìn về phía Diệp Huyên, là ngươi giết con ta. Diệp Huyên nhếch mép, ta đây không những giết con ông mà còn muốn diệt toàn tộc ông. Hắn nói xong bỗng xông về phía trước rồi chém mạnh xuống. Trong mắt Cổ Sâm hiện lên vẻ ác độc, chỉ bằng ngươi. Ông ta nói xong cũng xông về phía trước sau đó đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện một luồng quyền mang màu vàng đánh thẳng tới. Ầm. Kiếm quang và quyền mang ầm ầm nổ tung, hai người đồng loạt lùi lại. Trong quá trình lùi lại, kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng dưng biến mất. Cổ Sâm đằng xa híp mắt lại, chộp hai tay lại hét lên, Đại La Thiên Thủ. Vừa dứt lời, tay phải ông ta lập tức ấn về phía trước, sau đó đập mạnh xuống. Vèo. Thời không trước mặt ông ta trực tiếp sụp đổ, sau đó một bàn tay khổng lồ che trời chợt thò ra từ trong hố đen kia rồi đập mạnh xuống. Đùng. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị đánh bay, cùng lúc đó, Cổ Sâm đằng xa giơ tay phải tát mạnh về phía Diệp Huyên, diệt. Giọng nói vừa dứt, bàn tay khổng lồ kia cũng tát mạnh về phía Diệp Huyên. Nói nó đi qua, thời không trực tiếp sụp đổ trông cực kỳ khủng bố. Phía xa. Diệp Huyên vừa nghĩ thì kiếm Thanh Huyên đã biến thành một tấm chắn chặn trước mặt hắn. Ầm. Bàn tay khổng lồ kia đập lên tấm chắn khiến nó rung lên kịch liệt, thời không xung quanh lập tức sụp đổ nhưng tấm chắn lại chẳng hề hấn gì. Tấm chắn đó trực tiếp đỡ được toàn bộ sức mạnh của một trưởng kia. Cổ Sâm thấy vậy híp mắt lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Ông ta không ngờ tấm chắn do thanh kiếm kia của Diệp Huyên biến thành lại cứng rắn như vậy, đỡ được cả một trưởng ấy của mình. Lúc này, tấm chắn kia lại biến thành kiếm. Sau đó, nó trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang bổ thẳng vào Cổ Sâm. Trong mắt Cổ Sâm lóe lên vẻ lạnh lẽo, ông ta cũng giơ ngón tay ấn về phía trước một cái. Ầm. Một ấn ấy trực tiếp nhấn vào trên thân kiếm Thanh Huyên, mà khi ngón tay ông ta vừa đụng vào thì lập tức biến sắc muốn thu tay lại nhưng đã muộn. Xoẹt. Ở trong mắt mọi người, hai ngón tay của Cổ Sâm lập tức bị chém đứt. Thanh kiếm tiếp tục đâm thẳng vào giữa trán ông ta. Sau ngay giây phút sống còn này, một nhánh cây mây bỗng quấn lấy kiếm Thanh Huyên. Nhánh cây mây đó cũng không có giữ chặt được bao lâu, chỉ hơi cản lại tốc độ của kiếm Thanh Huyên xong lập tức rút về. Mà Cổ Sâm cũng đã lùi lại mấy trăm trượng, kéo ra khoảng cách với Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu lại, cách đó không xa, một cô gái đang chậm rãi bước tới. Người đến chính là Bích Tiêu. Bên cạnh Bích Tiêu còn có một người đàn ông trung niên và một ông lão, người đàn ông trung niên chính là Thạch Biên tộc trưởng Thạch tộc và tộc trưởng Lê Khâu của Lê tộc. Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên với ánh mắt phức tạp, Diệp công tử.
Mọi người ở hiện trường nghe thấy lời nói của Bích Tiêu thì đều nhìn về phía nàng ta, Bích Tiêu kia quen thanh niên trước mắt ư. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện trong tay. Giờ đây, Cổ Sâm kia cũng đi đến bên cạnh Bích Tiêu rồi trầm giọng hỏi, Bích Tiêu tộc trưởng, người nọ là? Bích Tiêu liếc Diệp Huyên rồi đáp, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Cổ Sâm ngay người rồi định nói gì đó nhưng Bích Tiêu lại đi đến trước mặt Diệp Huyên cười khổ nói, Diệp công tử, sao cậu đến đây mà không nói cho ta biết? Ta còn định cử người đến đón cậu, cậu. Diệp Huyên bỗng nói, Bích Tiêu cô nương, sau này chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Vẻ mặt Bích Tiêu cứng lại, nàng ta quay đầu nhìn Thần Thanh hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần Thanh trần chờ rồi cũng không dám giấu giếm kể hết mọi chuyện đã xảy ra lúc trước ra. Sau khi Thần Thanh nói xong, sắc mặt Bích Tiêu lập tức xa sầm. Một lát sau, nàng ta nhìn Diệp Huyên nói, Diệp công tử, đây là một sự hiểu lầm. Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt Thần Thanh, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã dán lên một thanh kiếm. Đám người Cổ Sâm bên cạnh thấy vậy đều nhíu mày. Diệp Huyên nhìn Bích Tiêu, hiểu lầm. Bích Tiêu cô nương, tộc nhân của cô và đám người kia đánh nát cơ thể muội muội ta, còn bắt nạt người phụ nữ của ta mà cô lại nói là hiểu lầm. Sắc mặt Bích Tiêu cũng hết sức khó coi, Diệp công tử, chuyện này đúng là một sự hiểu lầm, ta sẽ cho cậu một câu trả lời hợp lý, mong cậu nể mặt ta. Tay phải Diệp Huyên bỗng nhiên dùng sức. Phụt! Kiếm Thanh Huyên trực tiếp đâm vào cổ Thần Thanh, một luồng máu tươi lập tức bắn ra từ cổ họng hắn ta. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Không nể mặt Bích Tiêu vậy luôn. Bích Tiêu cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ làm vậy, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên nhìn Bích Tiêu, nhếch mép cười, Bích Tiêu cô nương, xin lỗi nhé, đây là một sự hiểu lầm, ta chỉ là lỡ run tay. Bích Tiêu cô nương, cô có thể nể mặt ta bỏ qua chuyện này không? Bích Tiêu. Chấm chấm chấm. Bích Tiêu thấy Diệp Huyên như vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tức giận. Đương nhiên là tức. Bởi vì Diệp Huyên làm việc quá dứt khoát, chẳng hề nể nang gì hết. Nhưng lại kinh ngạc nhiều hơn. Nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại tức giận như vậy, hoàn toàn khác với vẻ dễ nói chuyện trước đó. Lúc này, Cổ Sâm bên cạnh Bích Tiêu bỗng cả giận nói, ngông cuồng. Ông ta nói xong bèn đấm mạnh ra một quyền. Một quyền ấn đánh về phía Diệp Huyên, sức mạnh bên trong mạnh đến nỗi trực tiếp khiến thời không nơi nó đi qua bốc cháy rồi hóa thành tro. Đằng xa, Diệp Huyên rút kiếm ra chém xuống. Kiếm quang chém lên quyền ấn kia khiến nó rung lên rồi nát bấy, Diệp Huyên lại lùi gần trăm trượng. Cổ Sâm còn định ra tay xong lại bị Bích Tiêu ngăn cản. Cổ Sâm nhìn Bích Tiêu hỏi, Bích Tiêu tộc trưởng, người có ý gì đây? Bích Tiêu khẽ thở dài. Đám người Cổ Sâm vẫn không biết chuyện ở dị giới, nói cách khác, ngoài nàng ta ra thì ở trụ nguyên giới không ai biết thân phận của Diệp Huyên hết. Nàng ta biết tuyệt đối không thể đụng vào Diệp Huyên, không thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chuyện này cứ thế bỏ qua được không? Bỏ qua. Cổ Sâm đứng cạnh lạnh lùng liếc Bích Tiêu tộc trưởng, người đang đùa hả? Tên này đã giết cả mấy người cổ tinh tộc ta, còn tuyên bố muốn tiêu diệt tộc ta vậy mà ngươi bảo bỏ qua. Và lại, ban nãy tên đó cũng đã giết Thần Thanh trước mặt ngươi, Thần Thanh chính là thiếu tộc trưởng của thần hoang tộc ngươi đó. Lẽ nào Bích Tiêu sẽ bỏ qua như vậy ư? Tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn về phía Bích Tiêu. Tộc trưởng Thạch tộc Thạch Biên đứng cạnh trầm giọng hỏi, Bích Tiêu tộc trưởng, rốt cuộc thì người này là ai? Mọi người cũng không ngu nên đương nhiên biết Diệp Huyên không đơn giản, dù sao hắn cũng chỉ là phá khuyên nhân nhưng lại có thể giết chết họa khuyên nhân. Chẳng những thế, còn có thể đánh ngang sức ngang tài với Cổ Sâm. Đây tuyệt đối không phải là điều người bình thường có thể làm được. Bích Tiêu ngó Diệp Huyên đằng xa với ánh mắt phức tạp, nàng ta đang định nói chuyện thì Cổ Sâm lại bỗng gằn giọng nói, ta mặc kệ hắn là ai, hôm nay, hắn chắc chắn phải chết. Ông ta nói xong trực tiếp làm lơ Bích Tiêu, xông thẳng tới trước rồi đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Vèo. Một quyền đó vừa đánh ra đã trực tiếp xé rách thời không trước mặt Diệp Huyên. Đằng xa, Diệp Huyên bỗng nhiên nhắm mắt lại. Sau đó,
kiếm Thanh Huyền hóa thành một luồng kiếm quang rồi chui vào giữa trán hắn. Người kiếm hợp nhất. Người kiếm hợp nhất bây giờ cũng không phải là người kiếm hợp nhất trước đó, dù sao nay cảnh giới của Diệp Huyên cũng đã khác xa khi ấy. Khi kiếm Thanh Huyền tiến vào trong người Diệp Huyên. Một khí thế khủng bố bỗng phát ra từ trong cơ thể hắn. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt ra, giơ kiếm chém xuống. Đùng. Quyền ấn kia trực tiếp bị Diệp Huyên chém nát, kế tiếp, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Đằng xa, Cổ Sâm híp mắt lại, tay phải tiếp tục đè xuống rồi lại mở ra, Đại La Thiên Thủ. Ông ta vừa nói xong, thời không trước mặt đã nứt ra, một bàn tay khổng lồ chợt thò ra rồi đập mạnh xuống. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên trực tiếp bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Nhưng ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn lại biến mất. Vèo. Bàn tay khổng lồ che trời kia đã bị một luồng kiếm quang đâm nát, sau đó mũi kiếm chỉ thẳng vào trán Cổ Sâm. Con người Cổ Sâm chợt co rút lại, hai tay ông ta vội hợp lại. Thoáng chốc, trước mặt Cổ Sâm bỗng xuất hiện một tấm chắn phù văn thần bí, bên trên tỏa ra vô số vòng sáng lấp lánh. Thanh kiếm đâm tới. Tấm chắn phù văn thần bí kia vỡ nát. Con người Cổ Sâm co rút lại, giờ phút này ông ta thật sự hoảng sợ. Ông ta không ngờ kiếm của Diệp Huyên lại mạnh đến mức đó. Vào giây phút sống còn ấy, một nhánh cây lại quấn lấy kiếm Thanh Huyên. Bích Tiêu ra tay. Nhánh cây kia ngăn cản kiếm Thanh Huyên một chút xong lại lùi về, còn Cổ Sâm cũng đã lùi lại mấy trăm trượng. Diệp Huyên quay đầu nhìn Bích Tiêu, Bích Tiêu trầm giọng nói, Diệp. Song còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã bổ thẳng tới. Bích Tiêu biến sắc, vội mở tay phải ra, một tấm chắn bằng cây trực tiếp chặn trước mặt. Kiếm Thanh Huyên đâm vào tấm chắn kia khiến nó rung lên, ngay sau đó, nó lập tức nứt ra rồi vỡ vụn. Kiếm Thanh Huyên tiếp tục đâm thẳng tới chỗ nàng ta. Sắc mặt Bích Tiêu chợt thay đổi. Mũi chân khẽ nhún lùi lại mấy trăm trượng, né một kiếm kia. Đám người Thạch Biên thấy vậy vẻ mặt đều trở nên nghiêm trọng. Không ngờ kiếm của thiếu niên lại phá được cây thần từ thời thái cổ kia, đấy chính là chí bảo siêu cấp của thần hoang tộc đó. Thanh kiếm kia là kiếm gì vậy? Sau khi dừng lại, Bích Tiêu vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, đó là một hiểu lầm, chúng ta sẽ cho ngươi. Nàng ta còn chưa nói xong. Lại có một kiếm chém tới. Bích Tiêu biến sắc, bước lên trước một bước rồi nhấn một cái, trên đầu ngón tay hiện lên một giọt nước màu xanh lá. Thần lực của cây thần thái cổ. Đối mặt với kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên thì nàng ta đành phải ra tay thật sự. Một nhấn này ấn lên thân kiếm, sức mạnh đáng sợ đến nỗi chấn cho kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, Diệp Huyên cả người lẫn kiếm đều lui lại mấy trăm trượng. Xong. Ngón tay của Bích Tiêu cũng nát bấy. Tuy sức mạnh của Diệp Huyên không bằng Bích Tiêu, nhưng kiếm của hắn có thể phá thần lực của nàng ta. Diệp Huyên bị đánh lùi lại, Cổ Sâm bên kia bèn trầm giọng nói, các vị, tên này không thể lưu lại được. Nếu để hắn cậy nhờ vào thiên khí tộc. Đám người Thạch Biên nghe vậy sắc mặt đều trở nên âm trầm. Sức chiến đấu khủng bố mà Diệp Huyên thể hiện ra đã khiến họ kiêng kỵ, nếu hắn gia nhập thiên khí tộc thì chắc chắn sẽ cực kỳ bất lợi với họ. Mọi người có mặt ở đây nghĩ vậy, trong mắt đều lộ ra sát khí. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười to bỗng dưng vang lên từ xa. Bích Tiêu nghe thấy tiếng cười ấy thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, thời không bị xé rách, một cô gái bước ra từ bên trong. Người đến chính là tộc trưởng thiên khí tộc Thiên Yếm. Thực ra, nàng ta đã đến đây một lúc lâu nhưng không ra thôi. Mọi người trong sân nhìn thấy Thiên Yếm đều biến sắc. Cổ tế ti của thiên khí tộc. Hồi đó, nàng ta chính là cao thủ siêu cấp đứng đầu trụ nguyên giới đó. Cao thủ thiên khí tộc sẽ không tiến vào trụ nguyên giới vì họ đã sắp đặt vô số trận pháp và quân đội ở lối vào. Nếu thiên khí tộc muốn vào thì phải giải quyết những người kia. Thiên Yếm là dựa vào sức mạnh khủng bố của mình xé rách vách tường thời để vào. Có điều... Cả thiên khí tộc cũng chỉ có mình nàng ta có thực lực đó. Còn Diệp Huyên có thể mạnh mẽ tiến vào đương nhiên là vì kiếm Thanh Huyên. Thiên Yếm còn cần xé rách vách tường, hắn lại không cần, kiếm Thanh Huyên có thể làm lơ bất cứ thời không nào.
theo sự xuất hiện của Thiên Yếm, mọi người có mặt ở đây đều như gặp kình địch. Cho dù là Bích Tiêu thì mặt mày cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thiên khí tộc. Hồi đó, chủng tộc này chính là vô địch trong trụ nguyên giới, là ác mộng của vô số gia tộc và thế lực. Thiên Yếm hoàn toàn làm lơ đám người Bích Tiêu, liếc Diệp Huyên một cái, khóe miệng khẽ cong. Giờ phút này, nàng ta đột nhiên cảm thấy cái tên vua dựa hơi này khá thuận mắt. Thiên Yếm như nghĩ đến gì đó quay đầu nhìn Bích Tiêu cười nói, Bích Tiêu, biết điều ghê nhỉ. Trước đây, cô còn chế giễu ta là địch với tên vua dựa hơi này. Không ngờ, giờ chính cô cũng đối đầu với hắn. Đúng là thiên đạo luân hồi mà. Bây giờ, chắc chắn là cô đang vô cùng đau chứng đúng không? Ha ha! Là địch với vua dựa hơi là cảm giác gì? Đánh không được. Mắng không xong. Tóm lại chính là ngươi vô cùng khó chịu với hắn nhưng lại không làm được gì. Giờ phút này, phải nói là Thiên Yếm thật sự rất vui, rất vui. Trước đó là địch với Diệp Huyên, nàng ta đã suýt nữa bị tên vua dựa hơi này tức chết. Tên này quả thật không phải con người. Mà giờ, khi thấy Bích Tiêu và vua dựa hơi xảy ra xung đột, Thiên Yếm đúng là vui muốn chết. Thật sự rất hả dạ. Bích Tiêu lạnh lùng liếc Thiên Yếm, Thiên Yếm, giữa chúng ta và Diệp công tử chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi. Hiểu lầm. Khóe miệng Thiên Yếm gợi lên vẻ khinh bỉ, Bích Tiêu, ban đầu ta cho rằng cô còn có chút thông minh nhưng không ngờ, cô cũng ngu không chịu được. Đệ tử mấy gia tộc lớn các cô không những muốn cướp người phụ nữ của vua dựa ơi, còn đánh nát cơ thể muội muội người ta. Mà cô lại bảo chỉ là chút hiểu lầm nhỏ. Cô cảm thấy vua dựa hơi là một người hiền lành hả? Bích Tiêu nghe vậy thì sắc mặt hết sức khó coi, rồi như nghĩ đến điều gì đó lạnh lùng liếc thiếu tộc trường Thạch tộc Thạch Thiên và đại tiểu thư Lê Gia Lê Huân Nhi. Hai người nhìn thấy ánh mắt của Bích Tiêu đều biến sắc, hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt nàng ta. Lúc này, tộc trưởng Thạch tộc bên kia bỗng trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, giờ chúng ta không thể lục đục được, chúng ta cần đoàn kết. Cổ Sâm cũng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, ta thấy tên kiếm tu này chính là cùng một ruột với thiên khí tộc. Hôm nay, hay là trực tiếp giải quyết hắn luôn để trừ. Câm miệng. Bích Tiêu bỗng quay phát đầu lại hét lên. Mọi người sửng sốt. Bích Tiêu lạnh lùng liếc Cổ Sâm, tên ngu nhà ông, không những thế thằng con chết đi kia của ông cũng ngu không chịu được. Cổ Sâm nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Bích Tiêu tộc trưởng, ý. Ý của ngươi là gì? Bích Tiêu chẳng thèm để ý đến Cổ Sâm, nàng ta xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng vào hắn nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào mới được? Diệp Huyên bước đến trước mặt Bích Tiêu, đụng đến ta cũng được thôi nhưng không thể đụng vào người bên cạnh ta. Thế nào, toàn cổ tinh tộc chết hết và... Hắn nói xong chỉ vào Lê Huân Nhi và Thạch Thiên đằng xa, hễ những người tham gia vào chuyện trước đó đều phải chết thì chuyện này có thể coi như xong. Đám người Cổ Sâm bên kia nghe vậy sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Cổ Sâm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đúng là ngông cuồng. Ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi chắc. Ha ha! Bấy giờ, Thiên Yếm bên cạnh bỗng cất tiếng cười to, ngông cuồng, tên vua dựa hơi này đúng là có hơi ngông cuồng thật. Ta còn cảm thấy hắn quá đáng nữa, thế mà lại đưa ra yêu cầu đó. Bích Tiêu, vậy mà cô cũng có thể nhịn được à? Đánh hắn, xử hắn đi. Mọi người! Thiên Yếm tiếp tục nói, Bích Tiêu, nếu ta là cô, ta tuyệt đối không nhịn được đâu. Ta chắc chắn sẽ giết chết tên vua dựa hơi kia. Sợ hắn cái cây búa, giết chết hắn đi. Sắc mặt Bích Tiêu lại cực kỳ khó coi. Mọi người. Cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Thiên Yếm quả thật sảng khoái, trước đó Bích Tiêu vẫn luôn chế giễu nàng ta, mà bây giờ, bản thân Bích Tiêu và vua dựa dẫm này sứt mẻ rồi. Cảm giác này, thật là thoải mái. Quan trọng nhất chính là, chắc chắn bây giờ vua dựa dẫm này sẽ không đứng chung một đội với các tộc trụ nguyên giới nữa. Thật ra, trước đó nàng ta cũng là đang lo lắng điều này, nếu như Diệp Huyên thật sự kết thành một nhóm với Bích Tiêu, vậy chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi cho thiên khí tộc. Mà bây giờ, nàng ta không cần phải lo lắng điều này nữa. Không chỉ như vậy, bây giờ giữa vua dựa dẫm và đám người Bích Tiêu còn có mâu thuẫn khó lòng hóa giải. Nếu như Bích Tiêu đồng ý với điều kiện của vua dựa dẫm, như vậy cho dù liên minh trụ nguyên giới không tan rã thì cũng xuất hiện sứt mẻ.
thậm chí là xảy ra nội loạn, mà nếu như Bích Tiêu không đồng ý, dựa vào tính tình của vua dựa dẫm này, há có thể bỏ qua. Nếu như liên minh trụ nguyên giới đối đầu với Diệp Huyên, một khi cô gái biến thái kia xuất hiện. Thiên Yếm nhìn về phía Bích Tiêu vẫn im lặng không nói, trên mặt lộ vẻ tươi cười trên nỗi đau của người khác. Nơi xa, Bích Tiêu im lặng không nói gì. Không thể không nói, bây giờ nàng ta thật sự rất khó xử. Đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Bích Tiêu cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm một chỗ rồi. Ta muốn trả thù hay không, không liên quan đến các ngươi. Cuối cùng, khi ta giết người, nếu ngươi ra tay ngăn cản, vậy ta diệt luôn cả thần hoang tộc ngươi. Không tin, ngươi có thể thử. Vừa dứt lời, hắn lập tức nhìn về phía Cổ Sâm, ngay sau đó biến mất khỏi nơi này. Vèo. Một sợi kiếm quang xé rách bay ra. Sắc mặt Bích Tiêu vô cùng khó coi. Bên cạnh, khóe miệng Thiên Yếm cong lên, đây là cảnh tượng nàng ta thích nhìn thấy nhất. Không thể không nói, Diệp Huyên này càng nhìn càng vừa mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không xảy ra xung đột với tên ngốc này. Nơi xa, sắc mặt Cổ Sâm kia chợt thay đổi, bây giờ ông ta hơi sợ Diệp Huyên, bởi vì kiếm của Diệp Huyên thật sự quá kinh khủng. Không kịp nghĩ nhiều, ông ta chắp tay trước ngực, trong miệng thầm đọc chú ngữ, ngay sau đó, trước mặt ông ta đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen kỳ lạ, trong vòng xoáy hội tụ vô số sức mạnh bí ẩn. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đến rồi. Quỳnh! Vòng xoáy màu đen kia rung động kịch liệt, vô số luồng sức mạnh to lớn hệt như gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt, thời không xung quanh lập tức trở nên mờ ảo. Mà Diệp Huyên lại chém xuống một tiếng. Xoẹt! Kiếm này vừa kém xuống, vòng xoáy màu đen trực tiếp nát vụn, sắc mặt Cổ Sâm thay đổi dữ dội, thân hình ông ta run lên, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn. Xoẹt! Cổ Sâm còn chưa dừng hẳn, không gian trước mặt ông ta đã vỡ ra, ngay sau đó, một thanh kiếm đâm đến. Cổ Sâm hoảng hốt trong lòng, bỗng nhiên đảo tay phải, sau đó đánh lên trên, Đại La Thiên Thủ. Vừa dứt lời, thời không trước mặt ông ta bỗng nhiên vỡ nát, một bàn tay lớn thò ra, nhưng mà, bàn tay lớn này vừa thò ra đã bị kiếm của Diệp Huyên chém vỡ. Quỳnh! Kèm theo tiếng nổ vang dội, Cổ Sâm kia chợt lùi ra ngoài mấy nghìn trượng, không chỉ như vậy, khi ông ta vừa dừng lại, cơ thể đã bị vô số kiếm khí chém nát, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Thạch Biên bên cạnh thay đổi đột ngột, tất nhiên bọn họ không thể đứng nhìn Diệp Huyên giết Cổ Sâm, lập tức muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, Bích Tiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Cổ Sâm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Bích Tiêu đánh một chưởng vào linh hồn Cổ Sâm. Quỳnh! Linh hồn Cổ Sâm bị đánh tan, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Cảnh tượng xảy ra bất chợt khiến mọi người nơi này ngây dại. Bích Tiêu muốn làm gì? Diệp Huyên hơi sững sờ, rõ ràng, cách làm của Bích Tiêu cũng khiến hắn mơ hồ không hiểu. Bên cạnh, Thiên Yếm nheo mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bích Tiêu đột nhiên vung tay phải lên, trong chớp mắt, hơn 10 hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng cao thủ cổ tinh tộc, sau đó, những cao thủ cổ tinh tộc này đều bị chém giết. Thạch Biên nhìn chằm chằm Bích Tiêu, người muốn làm gì? Bích Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, từ giờ trở đi, cổ tinh tộc này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Diệp Huyên im lặng. Bích Tiêu quay đầu nhìn về phía Thạch Biên và Lê Khâu, diệt cổ tinh tộc. Thạch Biên đột nhiên truyền âm huyền khí, Bích Tiêu tộc trưởng, rốt cuộc người này là ai? Thạch Biên và Lê Khâu đều không phải kẻ ngốc. Lúc này hai người đều hiểu ra, chắc chắn thiếu niên này có lai lịch lớn, nếu không, Bích Tiêu tuyệt đối không làm như vậy. Bích Tiêu khẽ nói, một người chúng ta không chọc nổi. Nhìn thấy Thiên Yếm kia không? Trước đó nàng ta bị tên này chỉ thẳng vào mũi, nhưng nàng ta lại chẳng dám làm gì. Nói đến đây, nàng ta chợt dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói đơn giản chính là, sau lưng hắn có cao thủ siêu cấp vượt qua Hỏa Khuyên. Cao thủ trên Hỏa Khuyên. Nghe vậy, hai người trực tiếp ngẩn ra tại chỗ. Thạch Biên run giọng nói, chuyện này, sao có thể, Bích Tiêu lạnh nhạt nói, sao lại không thể chứ? Nhìn thấy Thiên Yếm kia rồi chứ? Nàng ta gọi hắn là vua dựa dẫm, biết vì sao gọi như vậy không?
Bởi vì ông ta thật sự có chỗ dựa. Hai người. Bích Tiêu thoáng nhìn Lê Huân Nhi và Thạch Thiên nơi xa, đánh với thiên khí tộc, chúng ta có hy vọng thắng, nhưng đối đầu với hắn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hai người các ngươi tự quyết định đi. Nghe vậy, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Mà lúc này, rõ ràng Lê Huân Nhi và Thạch Thiên kia cũng phát hiện có gì đó không đúng, hai người vội vàng nhìn về phía tộc trưởng của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Bọn họ biết, có thể bọn họ sẽ bị hy sinh. Ngay cả cổ tinh tộc cũng hy sinh rồi. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, cứ để ta đi làm kẻ ác vậy. Vừa dứt lời, nàng ta phất tay áo lên. Ầm ầm. Lê Huân Nhi và Thạch Biên kia lập tức bị xóa sổ. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Thạch Biên và Lê Khâu im lặng. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử, chuyện này là chúng ta không đúng, là chúng ta quản không nghiêm nên mới để xảy ra loại chuyện như vậy. Nói xong, nàng ta hơi thi lễ, Diệp công tử, ta đại diện thần hoang tộc xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Có thể nói, thái độ khiêm tốn đến cùng cực. Thạch Biên và Lê Khâu liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng hơi thi lễ. Lúc này, Thiên Yếm bên cạnh đột nhiên nói, thật không thú vị. Bích Tiêu nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cô nương, hình như khiến ngươi thất vọng rồi. Thiên Yếm cười nói, ta vốn cho rằng các ngươi rất khí phách. Khí phách? Bích Tiêu mỉm cười, Thiên Yếm, lúc trước ta cũng cho rằng ngươi rất khí phách. Nhưng rồi sao, chẳng phải dù bị người ta khắc hai chữ sỉ nhục như vậy, nhưng ngươi cũng không phản kháng sao? Không đúng, là không cách nào phản kháng. Ngươi có khí phách như vậy, sao không dùng cái chết đấu tranh đến cùng đi? Thiên Yếm cũng không tức giận, Bích Tiêu, ngươi trái lại khiến ta hơi bất ngờ. Vì không đắc tội với vua dựa dẫm này mà có thể hy sinh minh hữu của mình. Nói xong, nàng ta giơ ngón tay cái, lợi hại. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, từ lúc nào ngươi cũng trở nên lắm lời vậy rồi. Thiên Yếm cười ha ha một tiếng, nàng ta thoáng nhìn Diệp Huyên nơi xa, sau đó quay người rời đi. Mà mấy người Bích Tiêu cũng không ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, nếu Thiên Yếm muốn đi, bọn họ không ngăn được. Cũng giống như năm đó, Thiên Yếm vì tộc nhân nên lựa chọn rút lui, mà bọn họ căn bản không thể làm gì. Sau khi Thiên Yếm rời đi, Diệp Huyên quay người đi đến trước mặt An Lan Tú và Trương Văn Tú, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo hai cô gái rời đi. Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên đi về nơi xa, vẻ mặt chán nản, toàn bộ thiện cảm xây dựng được lúc trước đã tan thành mây khói. Thật là đáng tiếc. Nhưng vẫn may là chưa kết mối ác duyên. Lúc này, Phổ Biên ở bên cạnh trầm giọng nói, Bích Tiêu tộc trưởng, rốt cuộc thiếu niên này là thần thánh phương nào? Lê Khâu cũng nhìn về phía Bích Tiêu, trong mắt tràn đầy tò mò. Bích Tiêu khẽ nói, ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết là, ngày đó khi Thiên Yếm muốn giết hắn, đằng sau hắn có một cô gái váy trắng xuất hiện, sau đó, suýt nữa thì Thiên Yếm và Thiên Khí tộc bị cô gái kia giết toàn bộ. Quan trọng nhất chính là, bản thể của cô gái kia không đến. Lê Khâu nhíu mày, phân thân tới. Bích Tiêu lắc đầu, nàng ra tay vượt vô số tinh vực. Mà nàng chỉ đánh ra một kiếm đã đánh bại Thiên Yếm. Trước mặt nàng, Thiên Yếm ngay cả sức đánh trả cũng không có. Một kiếm. Nghe vậy, sắc mặt Lê Khâu và Vô Biên đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Vượt vô số tinh vực, sau đó một kiếm đánh bại Thiên Yếm. Bọn họ không biết cô gái váy trắng khủng bố cỡ nào, nhưng bọn họ biết Thiên Yếm khủng bố cỡ nào. Năm đó, người phụ nữ này chính là cao thủ siêu cấp đứng đầu trụ nguyên giới. Nhưng mà, nàng ta bị một kiếm vượt vô số tinh vực đánh bại. Bây giờ, hai người hiểu rõ vì sao Bích Tiêu cung kính với thiếu niên kia như vậy rồi. Vì không thể không cung kính. Bích Tiêu khẽ nói, hắn chỉ là phá khuyên giả, nhưng hắn có thể giết họa khuyên. Hắn còn yêu nghiệt hơn ta tưởng tượng, đương nhiên, sau lưng hắn có cao thủ trấn giữ, cho dù thiên phú bình thường thì cũng sẽ không kém. Huống hồ, thiên phú của hắn còn rất tốt. Nói xong, nàng ta lại thở dài một hơi, trước đó ta kết thiện duyên với hắn, hy vọng kéo hắn về phe chúng ta, nếu hắn đến nơi này của chúng ta, như vậy chúng ta sẽ mãi mãi nằm ở thế bất bại. Bởi vì chỉ cần hắn ở đây, Thiên Yếm vẫn sẽ ném chuột sợ vỡ mình, nhưng bây giờ...
Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy đắng chát. Lúc này, Thạch Biên bên cạnh nói, đừng buồn rầu vì chuyện này nữa. Chỉ cần hắn không đối địch với chúng ta là được rồi. Lê Khâu khẽ gật đầu, việc cấp bách bây giờ là đối phó thiên khí tộc thế nào, nếu ta đoán không nhầm, e rằng chẳng mấy chốc thiên khí tộc này sẽ tấn công cánh cửa thiên hà với quy mô lớn, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Bích Tiêu khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, gọi Mông Thiên và Thiên Uyên Tiên qua bàn bạc. Lê Khâu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bích Tiêu quay người nhìn về nơi xa, thời gian dần trôi, sắc mặt nàng ta trở nên âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một bên khác, Diệp Huyên trở về tiểu tháp, giờ phút này, cơ thể An Lan Tú đã khôi phục. Cơ thể Diệp Liên cũng đã khôi phục. Diệp Huyên nhìn về phía An Lan Tú, khẽ nói, không sao chứ. An Lan Tú lắc đầu, không có gì đáng ngại. Trương Văn Tú đột nhiên nói, ngươi trở nên mạnh như vậy rồi sao? Diệp Huyên mỉm cười, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Trương Văn Tú chớp chớp mắt, người phụ nữ vừa rồi gọi ngươi là vua dựa dẫm, đó là có ý gì? Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta cảm thấy, có lẽ Niệm tỷ xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên và Trương Văn Tú đều thay đổi. Có thể Niệm tỷ đã gặp chuyện không may rồi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Tiểu An, sao nàng lại nói vậy? An Lan Tú trầm giọng nói, Niệm tỷ không thể nào biến mất vô cớ như thế được, nếu tỷ ấy chỉ rời đi bình thường thì tất nhiên sẽ báo với chúng ta, nhưng tỷ ấy lại đi rất vội vàng, cũng không nói cho chúng ta biết. Diệp Huyên trầm giọng nói, đúng là không bình thường chút nào. Dứt lời, hắn lấy một hòn đá truyền âm ra thử liên lạc với Niệm tỷ, nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng xa sầm. Không thể liên lạc được. Trương Văn Tú đứng cạnh lắc đầu, không có ích đâu. Trước đó chúng ta cũng từng thử liên lạc rồi. Lông mày Diệp Huyên nhíu lại, ngoài Thanh Nhi, cha và đại ca ta, chắc hẳn không ai có thể giết được Niệm tỷ. Trong mắt hắn, ngoài Tam Kiếm ra thì kể cả có là Thiên Yếm cường đại cũng không thể nào giết được Niệm tỷ, hoặc nên nói là thực lực của Niệm tỷ không hề thua kém Thiên Yếm. Vậy thì lại có một câu hỏi. Rốt cuộc Niệm tỷ đã đi đâu? Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy người không cần lo lắng cho Niệm tỷ đâu. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Tháp nhỏ nói khẽ, người đúng là chuyện người khác thì sáng, chuyện mình lại quáng. Với thực lực hiện giờ, số người có thể áp đảo Niệm tỷ chắc chắn chỉ có Tam Kiếm, cũng tức là chỉ mỗi Tam Kiếm mới có thể giết chết nàng. Hơn nữa, Niệm tỷ vô cùng thông minh, IQ có 102, chắc chắn chẳng ai chiếm hời của nàng ấy được. Diệp Huyên trầm mặc. Sao hắn lại không biết điều đó? Nhưng theo như Tiểu An nói, Niệm tỷ không thể nào rời đi mà không hề báo lấy một tiếng như vậy được, chắc chắn tỷ ấy đã gặp chuyện gì đó. An Lan Tú đột nhiên nói, tới lúc đó có thể nhờ người của chủ nguyên giới giúp điều tra thêm, dù sao bọn họ cũng quen thuộc nơi này hơn chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía hai cô gái, hai người đều đạt đến phá khuyên nhân rồi hả? An Lan Tú gật đầu, có điều, phá khuyên của chúng ta và huynh hình như không giống nhau cho lắm. Diệp Huyên cười nói nghiêm túc thì ta không được coi là phá khuyên, phải là nhập khuyên thì đúng hơn. Lông mày An Lan Tú và Trương Văn Tú khẽ nhíu, rõ ràng họ không hiểu lắm. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó giải thích cho hai cô gái. Một lát sau, Trương Văn Tú giơ ngón cái lên, huynh đỉnh đó. Thế mà lại nghĩ ra được cách này. Diệp Huyên cười đáp, hai người có muốn sử dụng cách này luôn không? An Lan Tú lắc đầu, cách đó chỉ phù hợp với huynh thôi. Diệp Huyên thoáng ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Nhập khuyên. Theo những gì An Lan Tú nói, cách của hắn chỉ có hắn mới có thể sử dụng được, bởi vì dù người khác muốn dùng thì cũng không có vòng nào để bọn họ gia nhập. Hắn có kiếm Thanh Huyền, có thể lấy đó làm mối dẫn để gia nhập vòng tròn của Thanh Nhi. Hơn nữa, Thanh Nhi không ngăn cản hắn. Nhưng người khác thì sao? Nếu họ muốn nhập vòng thì biết nhập vào vòng của ai đây? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười một tiếng, xem ra hắn phải đi theo con đường mà trước giờ chưa từng có ai thử nghiệm. Nhập khuyên giả.
Nói nghiêm túc thì hắn không phải phá khuyên nhân mà là nhập khuyên. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, ta và Văn Tú vào trong tháp nhỏ của huynh tu luyện nhé. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai cô gái tiến vào trong tháp nhỏ. Thời gian trong tháp nhỏ khác với bên ngoài, hai cô gái tu luyện trong đó thì sẽ có cơ hội đạt tới họa khuyên nhân, đặc biệt là An Lan Tú, với thiên phú và năng lực của nàng thì muốn đạt tới họa khuyên nhân căn bản không phải việc khó. Sau khi hai cô gái vào trong tháp nhỏ, Diệp Huyên liền nghĩ tới một người. Đó là Dương Niệm Tuyết. Tuyết tỷ của hắn. Vừa nghĩ tới Dương Niệm Tuyết, sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen xì. Má nó chứ. Chẳng biết bà chị ruột này của hắn lại chạy đi đâu rồi. Nhưng hắn lại không hề lo lắng thay Dương Niệm Tuyết, bởi vì cha hắn có thể không quản hắn nhưng chắc chắn sẽ quản Tuyết tỷ. Thôi không nghĩ về Dương Niệm Tuyết nữa, Diệp Huyên liền quay lưng biến mất ở cuối chân trời. Tại Thiên Hà Khẩu. Nơi đây là khu vực phòng thủ mà 6 gia tộc lớn của Trụ Nguyên giới bố trí, mục đích tất nhiên là để phòng thủ Thiên Khí tộc. Nếu Thiên Khí tộc muốn tổng tiến công vào Trụ Nguyên giới thì chỉ có thể đi qua nơi này. Còn nếu cố gắng phá nát không gian để tiến vào Trụ Nguyên giới thì chỉ có những cường giả siêu cấp như Thiên Yếm mới có thể làm được, mà không gian của Trụ Nguyên giới còn có khả năng tự tu sửa, hay nói cách khác, Thiên Khí tộc căn bản không có cách nào để toàn tộc tiến vào Trụ Nguyên giới bằng phương thức phá vỡ không gian này cả. Chỉ mình Thiên Yếm có khả năng đó, có khi đến chính nàng ta cũng không thể phá hủy được một vài vách tường không gian có diện tích lớn. Bởi vậy, nếu Thiên Khí tộc muốn tiến vào Trụ Nguyên giới thì chỉ có thể vào bằng cách đi qua Thiên Hà Khẩu. Giờ phút này, ở Thiên Hà Khẩu tề tựu tất cả cường giả của Thiên Khí tộc. Số lượng lên đến hơn mấy vạn. Số lượng phá khuyên nhân trong đó đạt đến 12 người. Họa khuyên nhân cũng có tới hơn 60 người, cường giả vô cảnh bên dưới thì lại càng nhiều không đếm xuể. Dẫn đầu chính là Thiên Yếm. Bên cạnh Thiên Yếm là Thiên Cơ. Thiên Cơ nói khẽ tỉ tỉ, vua dựa dẫm kia thực sự muốn náo loạn với đám người Bích Tiêu à? Thiên Yếm gật đầu, nhưng ta không ngờ người phụ nữ Bích Tiêu này cũng khá khí phách, vì không muốn đối địch với vua dựa dẫm mà lại từ bỏ tộc cổ tinh. Thiên Cơ khẽ gật đầu, người này không đơn giản, chúng ta phải thật cẩn thận. Thiên Yếm nhìn về phía Thiên Hà Khẩu đằng xa, nếu có cơ hội thì ta sẽ giết nàng ta trước. Dứt lời. Nàng ta liền đi về phía Thiên Hà Khẩu kia. Lúc Thiên Yếm đi tới lối vào thì một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, không phải ai khác mà chính là Bích Tiêu. Bích Tiêu nhìn Thiên Yếm, cười nói, cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta cũng hơi nhớ cô rồi đó. Khóe miệng Thiên Yếm cong lên lộ vẻ châm chọc, Bích Tiêu, đột nhiên ta phát hiện vua dựa dẫm còn thành thật hơn ngươi nhiều lắm. Tuy hắn ta hơi vô sỉ chút nhưng tính tình khá được. Yêu ghét thể hiện rõ ràng, còn ngươi lại cực kỳ dối trá. Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, đừng thừa lời nữa. Ngươi muốn đánh nhau thì cứ tới đây. Khóe miệng Thiên Yếm lộ rõ vẻ khinh thường, đấu tay đôi à. Bích Tiêu lại lắc đầu, ta không đánh lại ngươi. Thiên Yếm toàn nói gì đó thì bỗng nhiên một lão già xuất hiện ở cách đó không xa. Lão ta mặc một bộ trường bào màu xám, trong tay cầm một cây trượng sắt màu đen. Lúc thấy lão già, Thiên Yếm hơi híp mắt, mông trần, ông cũng được đấy nhỉ, mới có mấy năm mà đã vào được đến vòng trong rồi. Mông trần. Mông trần tiền nhiệm nhìn thoáng qua Thiên Yếm, khẽ cười, tộc trưởng Thiên Yếm, lại gặp nhau rồi. Thiên Yếm hờ hững nói, xem ra hôm nay ông và ta phải đánh một trận rồi. Mông trần gật đầu, mong được tộc trưởng Thiên Yếm chỉ giáo. Thiên Yếm quay đầu nhìn Thiên Cơ, người đàn bà kia cố ý bảo lão già này tới ngăn cản ta, muội nhớ cẩn thận nhé. Nếu bọn chúng không ra tay thì muội cũng đừng đánh trước, trong vòng một canh giờ ta sẽ giết chết kẻ này. Vừa dứt lời, nàng ta nhìn về phía Mông Trần, tiếp theo đó liền biến mất cùng với lão già đó. Khoảng không gian cả hai đang đứng lập tức vỡ nát, cùng lúc đó, họ biến mất không để lại dấu vết. Một canh giờ. Thiên Cơ nhìn về phía Bích Tiêu, mỉm cười, Bích Tiêu cô nương, thật lòng mà nói ta cũng khá mong chờ các ngươi sẽ đối phó với chúng ta thế nào đấy. Bích Tiêu cười nói, chắc chắn sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Thiên Cơ khẽ gật đầu, ta đang đợi đây. Khóe miệng Bích Tiêu khẽ cong, mở. Nàng ta vừa dứt lời,
thì cánh cửa để vào thiên hà lập tức nứt vỡ, ngay sau đó là một đám cường giả lao ra ngoài. Con số khoảng chừng mười mấy vạn người. Lúc này, Bích Tiêu cười nói, ai giết được một người của thiên khí tộc thì sẽ được thưởng một vạn viên vô lượng thần tinh. Một vạn viên vô lượng thần tinh. Đám cường giả có mặt nghe thấy vậy đều hừng hực tinh thần chiến đấu, lập tức lao thẳng về phía nhóm thiên cơ. Những người này không phải cường giả của sáu tộc lớn mà chỉ là tán tu và cường giả đến từ một vài thế lực nhỏ mà bọn họ đã chiêu mộ được trong trụ nguyên giới. Thấy nhóm người lao tới, sắc mặt thiên cơ xa sầm, nàng ta lập tức hiểu ra ý đồ của Bích Tiêu. Nàng ta muốn dùng mấy kẻ này để mài mòn sức lực của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào cả, chỉ đành để đám người kia mài mòn dần sức lực. Thiên cơ quay đầu nhìn mấy phá khuyên nhân gần đó, mà lúc này Bích Tiêu đột nhiên cất tiếng cười, thiên cơ cô nương, đừng hòng nghĩ tới việc để phá khuyên nhân ra tay, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Thiên cơ im lặng, nàng ta biết nếu như cường giả phá khuyên của thiên khí tộc ra tay thì cường giả phá khuyên của năm tộc lớn còn lại cũng sẽ lập tức tham chiến. Không chỉ vậy, hỏa khuyên nhân của thiên khí tộc mà động thủ thì hỏa khuyên nhân của năm tộc kia cũng sẽ làm như thế. Có thể nói rằng Bích Tiêu đang muốn mài mòn dần lực chiến đấu của thiên khí tộc. Cho dù là 10 đổi 1 thì nàng ta vẫn lời. Thiên cơ biết ý đồ của Bích Tiêu nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Thiên cơ hô, giết. Nàng ta vừa dứt lời, cường giả của thiên khí tộc phía sau liền lập tức xông lên. Khi hai bên vừa mới tiếp xúc, thiên khí tộc chiếm ưu thế, mà không, hẳn nên nói là đổ sát, thế nhưng thiên khí tộc cũng chịu tổn thất. Rõ ràng là dùng mấy cường giả để đổi lấy một người của thiên khí tộc. Không thể không nói rằng làm như vậy là đang chịu thiệt. Nhưng thiên khí tộc lại không còn cách nào khác. Sau khi chịu thiệt không nhỏ, đám cường giả của trụ nguyên giới bắt đầu sợ sệt. Bởi vì lúc đối mặt với thiên khí tộc, bọn họ chính là phe bị đánh sấp mặt. Giờ phút này bọn họ mới hiểu ra. Rất nhiều người muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa. Thiên khí tộc đã chém giết đến mức đỏ cả mắt, sao có thể để bọn họ rút lui được đây? Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên cất lời, giờ rút lui thì chết là cái chắc. Còn nếu liều mạng thì may ra vẫn tìm được đường sống trong kẽ tóc. Nói tới đây, nàng ta lại tăng thêm âm lượng, ai giết được một người của thiên khí tộc sẽ được thưởng 10 vạn viên vô lượng thần tinh. Ai hy sinh thì gia đình của người đó sẽ nhận được 5 vạn viên vô lượng thần tinh. Bích Tiêu ta dám lấy tộc thần hoang ra thề, nếu ta lừa mọi người thì tộc thần hoang của ta sẽ bị diệt tộc. 10 vạn viên. Giết một người sẽ nhận được 10 vạn viên vô lượng thần tinh. Nghe xong những gì Bích Tiêu nói, vẻ mặt đám cường giả của trụ nguyên giới lập tức trở nên dữ tợn. 10 vạn viên vô lượng thần tinh, quan trọng nhất là nếu bây giờ rút lui thì chết là cái chắc, bởi vì thiên khí tộc chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều quyết định liều mạng. Chỉ trong thoáng chốc, phần đông cường giả của trụ nguyên giới lao điên cuồng về phía cường giả thiên khí tộc. Chứng kiến cảnh ấy, lông mày của thiên cơ nhíu lại. Bởi vì nơi đây ngày càng có nhiều cường giả của thiên khí tộc bỏ mạng. Tất nhiên, số lượng người chết của trụ nguyên giới vẫn nhiều hơn hẳn. Trong thoáng chốc, cường giả của trụ nguyên giới từ mười mấy vạn chỉ còn lại mấy trăm người, mà thiên khí tộc chỉ mất đi chưa tới 2.000 người. Vào lúc cường giả của trụ nguyên giới chỉ còn chừng 100 người, Bích Tiêu đột nhiên nói cứu bọn họ. Lê Khâu nhìn về phía Bích Tiêu, hỏi tại sao? Bích Tiêu hờ hững cất lời, ngoài kẻ địch ra thì lúc làm bất cứ việc gì cũng không thể quá mức tuyệt tình. Nếu hôm nay chúng ta tuyệt tình quá thì sau này trong trụ nguyên giới sẽ chẳng còn ai dám đi theo chúng ta nữa. Ta muốn cho bọn họ một chút hy vọng. Còn nữa, những người này sống được tới bây giờ đều không hề đơn giản, chúng ta có thể bồi dưỡng thêm. Nói tới đây, nàng ta lại nhìn về phía thiên cơ ở đằng xa, năm xưa thiên khí tộc làm gì cũng quá tuyệt tình nên đã dấy lên phẫn nộ của biết bao người. Cuối cùng mới bị tất cả mọi người của trụ nguyên giới bao vây tấn công, chúng ta không thể phạm phải sai lầm tương tư. Chừa cho kẻ khác một chút hy vọng cũng tức là để lại đường lui về sau cho bản thân. Vào lúc cường giả của sáu tộc lớn ra tay cứu hơn 100 người kia, họ đã thở phào một hơi, một người đàn ông dẫn đầu trong đó đột nhiên nhìn về phía Bích Tiêu, vui mừng nói, đa tạ tộc trưởng Bích Tiêu. Đa tạ tộc trưởng Bích Tiêu. Sau khi nói xong những lời này,
người đàn ông khẽ cúi đầu. Lúc này hắn ta bỗng vui mừng khôn tả. Thật ra trước khi tới đây hắn ta đã biết sáu tộc lớn muốn bọn họ làm bia đỡ đạn. Thế nhưng hắn vẫn tới. Vì sao ư? Bởi vì đây chính là một cơ hội hiếm có cho bọn họ. Thứ hắn ta cần không chỉ là vô lượng thần tinh mà còn cần cả một hậu đài có thể cung cấp đủ tài nguyên cho bản thân hắn. Nói đơn giản hơn thì là hắn ta mong mình được sáu tộc lớn chọn chúng. Tất nhiên hắn ta biết quyết định này rất mạo hiểm, bởi vì sáu tộc lớn có lẽ vốn chẳng quan tâm sự sống chết của bọn họ. Có điều, thanh danh của Bích Tiêu ở trụ nguyên giới từ trước đến giờ đều rất tốt, bởi vậy hắn ta muốn đánh cược một lần. Sự thật chứng minh, hắn ta đã cược đúng rồi. Hơn 100 người có mặt ở đây cũng đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng hô, đa tạ tộc trưởng Bích Tiêu. Trước đó bọn họ đã tuyệt vọng, còn bây giờ, Bích Tiêu lại cho bọn họ hy vọng mới. Bích Tiêu lướt nhìn hơn 100 người kia, nàng ta vừa chỉ tay thì một chiếc nhẫn không gian liền hiện ra trước mặt bọn họ, đây là vô lượng thần tinh, các ngươi tự chia nhau, đi xuống trị thương trước đi. Nhóm người cùng cảm ơn rồi lui xuống. Bích Tiêu quay đầu nhìn về phía thiên cơ đằng xa, mỉm cười, thủ đoạn hay lắm. Bích Tiêu cười nói, thiên cơ cô nương, ta vẫn cảm thấy cô phù hợp làm tộc trưởng hơn tỷ tỷ cô. Không phải ta muốn châm ngòi ly gián các cô mà ta thực sự cảm thấy vậy. Bởi vì cô biết cân nhắc cho tương lai của thiên khí tộc. Còn tỷ tỷ cô thì không, nàng ta dẫn đầu thiên khí tộc sẽ chỉ chiến đấu liên miên mà thôi. Thiên cơ lại lắc đầu, thật ra ta lại nghĩ ngược lại, ta cảm thấy tỷ tỷ ta mới thích hợp làm tộc trưởng. Bích Tiêu chớp mắt, ồ, xin lắng nghe. Thiên cơ cười nói, làm tộc trưởng, tỷ tỷ ta có khả năng thống nhất thiên khí tộc. Tộc nhân tộc chúng ta cũng bằng lòng quy phục tỷ ấy, bằng lòng chiến đấu vì tỷ ấy và những người khác, đây là thứ mà ta không có. Bích Tiêu trầm mặc. Đúng vậy. Tuy Thiên Yếm tự phụ bá đạo, nhưng đấy là do nàng ta thừa khả năng. Và lại giống như Thiên Cơ đã nói, Thiên Yếm có khả năng thống nhất thiên khí tộc, khiến tộc nhân thiên khí liều mạng vì mình. Lúc này, Thiên Cơ ở đằng xa đột nhiên nói, Bích Tiêu cô nương. Không biết vị mông trần kia có thể kiên trì được bao lâu. Bích Tiêu liếc nhìn không gian vô tận trên đỉnh đầu, giờ phút này mông trần vẫn đang đánh nhau với Thiên Yếm. Nếu mông trần thất bại, một khi Thiên Yếm quay về chiến trường thì chắc chắn sẽ là một tai họa đối với sáu tộc lớn. Ngay cả Bích Tiêu cũng chưa chắc đã ngăn cản được Thiên Yếm. Bích Tiêu thôi không nhìn nữa, mỉm cười, thiên cơ cô nương, vậy thì chúng ta cùng bắt đầu vào phần chính nào. Nàng ta vừa dứt lời, không gian phía xa đột nhiên vỡ nứt, sau đó hơn trăm cường giả mặc chiến giáp ánh vàng cùng nhau xuất hiện. Đều là người phá vòng sao phá khuyên nhân. Sao đối với các cường giả ở cấp bậc này, khuyên còn có thể được coi là một vòng giới hạn đối với họ, cần tháo gỡ, bởi thế đôi khi phá khuyên, nhập khuyên, hỏa khuyên cũng có thể được diễn giải một cách đơn giản là phá vòng giới hạn, vào vòng, vẽ vòng. Không chỉ có vậy. Khí tức của hơn 100 người kia vô cùng mạnh mẽ, trên người còn tỏa ra sát khí khủng khiếp. Đây không phải người phá vòng bình thường. Lúc nhìn thấy trăm người này, thiên cơ hơi nheo mắt, khí tức của bọn họ thực sự quá mạnh, không người nào yếu hơn cường giả phá vòng của thiên khí tộc. Quan trọng nhất là không chỉ có hơn 100 người. Về mặt nhân số, năm tộc kia đã hoàn toàn nghiền ép thiên khí tộc. Lúc này, Bích Tiêu ở một bên đột nhiên cười nói, thiên cơ cô nương. Mới vậy mà đã thấy khó rồi à? Đây chỉ là món khai vị thôi đó. Nàng ta vừa dứt lời, hơn 100 cường giả siêu cấp kia liền xông thẳng về phía thiên khí tộc. Thiên cơ cười nhạt, thiên khuyết. Người đàn ông tóc trắng tên thiên khuyết đứng một bên lập tức hô, giết. Tiếp theo đó, hơn 30 cường giả tộc thiên khuyết phía sau hắn ta cùng bước ra rồi xông thẳng về phía hơn 100 người kia. Tuy chỉ có 32 người nhưng khí thế của họ mạnh mẽ như thủy triều, không hề yếu hơn 100 người phá vòng kia. Hai bên nhanh chóng đánh giáp lá cà. Lấy cứng trọi cứng. Hai bên vừa tiếp xúc đã tạo thành tình cảnh long trời lở đất, thân thể của 12 người đã vỡ nát, trong đó có 9 người thuộc phe năm tộc lớn, 3 người còn lại là phía thiên khí tộc. Thấy vậy, tộc trưởng của năm tộc lớn đều sa sầm mặt mày. Hơn 100 người kia là do bọn họ bồi dưỡng cẩn thận với mục đích đối phó người của thiên khí tộc, nhưng xem ra người bọn họ bồi dưỡng vẫn kém hơn cường giả thiên khí tộc một chút.
Mích Tiêu nhìn cuộc đại chiến phía xa mà trầm mặc. Ở nơi xa, Thiên Cơ nhíu mày, trực giác mách bảo nàng ta có chuyện không ổn. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, sau đó một bóng người điên cuồng lùi lại, vừa mới lùi liền rơi vào vực sâu hóm thuộc không gian thần bí. Bóng người kia chính là Thiên Yếm. Trên bầu trời, đứng đối diện cách Thiên Yếm chừng mấy trăm trượng là ba lão già. Ba cường giả phá vòng, hơn nữa còn thuộc vòng trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của cường giả thiên khí tộc đều biến đổi. Thiên Cơ nhìn về phía Bích Tiêu, cuối cùng nàng ta cũng đã hiểu rõ ý đồ của Bích Tiêu. Mục đích thật sự của nàng ta không phải ngăn chặn Thiên Yếm mà muốn giết tỷ ấy. Thiên Yếm là người vô cùng quan trọng với thiên khí tộc, nếu như tỷ ấy chết thì thiên khí tộc có thể bị tiêu diệt trong chớp mắt. Còn nếu Thiên Yếm không chết, dù cho tất cả cường giả của thiên khí tộc chết hết thì sự uy hiếp này vẫn tồn tại. Một cường giả vòng trong, hơn nữa còn là cường giả không chịu bất cứ ràng buộc nào, phải nói rằng sức uy hiếp cực kỳ lớn. Bởi vậy Bích Tiêu đã lựa chọn giết Thiên Yếm trước. Ba cường giả vòng trong vực sâu thuộc không gian kia, Thiên Yếm bước lên trước một bước, đi thẳng tới nơi sâu nhất, sau đó nàng ta nhìn về phía Bích Tiêu ở cách xa mình, khóe miệng cong lên đầy vẻ khinh thường, có ba tên vòng trong còn con mà muốn giết ta sao? Bích Tiêu cười ha hả, tất nhiên không thể rồi, thế nên chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi một món quà cực lớn khác. Nàng ta vừa dứt lời, không gian bốn phía lập tức rung chuyển, sau đó, khoảng không trên đỉnh đầu Thiên Yếm đột nhiên biến thành đỏ như máu. Thiên Yếm nheo mắt, lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên khóa nàng ta lại, không ngờ khí tức của Thiên Yếm lại dần dần giảm xuống từng chút một. Vẻ mặt của Thiên Cơ ở một bên lập tức khó coi tới cực điểm, đây là pháp thuật cấm chế thượng cổ Giáng Thần. Giáng Thần. Pháp thuật cấm chế thượng cổ được tạo dựng từ vô số máu tươi và ác linh, sau khi trận pháp được khởi động thì người bên trong sẽ bị nó khóa chặt, thực lực của người đó sẽ bị áp chế. Giờ phút này, thực lực của Thiên Yếm đã bị áp chế 4 phần 10. Nói cách khác, hiện giờ thực lực của Thiên Yếm chỉ còn lại 6 phần. Cũng tức là bị áp chế gần một nửa. Thiên Cơ đột nhiên nói, phá trận. Lời vừa dứt, những cường giả thiên khí tộc sau lưng nàng ta lập tức xông lên. Mích Tiêu cười nói, ngây thơ. Sau đó, một nhóm cường giả của năm tộc sau lưng nàng ta cũng đồng loạt xông lên. Cuộc đại chiến thực sự bắt đầu. Giờ phút này, tất cả thành viên của hai bên đều tham chiến. Nơi chân trời, Thiên Yếm liếc nhìn đỉnh đầu. Sau đó quay sang Bích Tiêu, Bích Tiêu, vì chế tạo trận pháp này mà ngươi đã giết không ít người nhỉ. Bích Tiêu lắc đầu cười, số máu tươi và ác linh này đều do ta thu thập trong mấy năm liền. Ngươi biết đấy, hàng năm chủ nguyên giới đều có rất nhiều người chết, tất nhiên không phải do ta giết, ta chỉ là công nhân dọn dẹp, của thiên nhiên, bọn họ vừa chết thì ta đã thu thập những thân xác không còn thần trí và máu tươi của họ, tất nhiên mới đầu chỉ có rất ít. Nhưng tích lũy dần dần, mấy năm gần đây cuối cùng trận pháp này cũng hoàn thành. Ngươi đừng hòng phá hủy trận pháp, với thực lực của ngươi thì cũng cần ít nhất nửa canh giờ mới phá được, mà ta sẽ không cho ngươi cơ hội và thời gian đó. Nói tới đây, khóe miệng nàng ta hơi cong lên, nào. Tộc trưởng Thiên Yếm vô địch, để ta xem khi ngươi bị áp chế 4 phần 10 sức mạnh thì ngươi có thể lấy một chọi ba được hay không. Khóe miệng Thiên Yếm khẽ cười châm chọc, Bích Tiêu. Xem ra ngươi đã biết thiên khí tộc bọn ta sẽ ngóc đầu trở lại, thế nên đã bắt đầu bố trí những thứ này từ lâu. Bích Tiêu gật đầu, đúng vậy. Thiên Yếm đột nhiên chậm rãi đi về phía Bích Tiêu, lúc này, ba lão già kia đều chắn trước mặt Bích Tiêu, một lão già trong đó đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía Thiên Yếm. Trong mắt Thiên Yếm lóe lên tia hung tàn, nàng ta nhảy lên, cũng đấm ra một quyền. Không gian một khu đột nhiên vỡ nát, lão già kia bị đẩy lùi về sau hơn mấy nghìn trượng. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt hai lão già còn lại đều xa sầm. Người đã bị áp chế 4 phần 10 sức mạnh mà vẫn còn đáng sợ đến vậy sao? Không nghĩ ngợi quá nhiều, cả hai liền lao về phía Thiên Yếm. Rất nhanh tạo thành thế cục ba người bao vây Thiên Yếm. Mà giờ phút này, Thiên Yếm đã bị áp chế. Suy cho cùng cũng là một chọi ba, hơn nữa còn trong tình trạng bị áp chế 4 phần sức mạnh. Mích Tiêu ở một bên liếc nhìn Thiên Yếm, không rõ đang suy nghĩ điều gì, đúng lúc này,
nàng ta đột nhiên quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đứng ở phía xa. Diệp Huyên. Thật ra Diệp Huyên đã đến từ lâu, hắn không có hứng thú với chuyện của thiên khí tộc và chủ nguyên giới, lần này hắn tới chỉ vì muốn tìm hiểu về tung tích của Niệm tỷ từ chỗ Bích Tiêu mà thôi. Nhìn thấy Diệp Huyên, khóe miệng Bích Tiêu khẽ cong, Diệp công tử, có chuyện sao? Diệp Huyên liếc mắt về phía trận chiến đằng xa, sau đó nói, ta không quấy rầy mọi chứ. Bích Tiêu cười nói, không có, không có. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ta tới vì muốn hỏi thăm cô một chuyện. Bích Tiêu nói, chuyện gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta có một tỷ tỷ trước đây từng ở trụ nguyên giới, nhưng đột nhiên một ngày nọ lại biến mất, cho tới giờ vẫn chưa biết ở nơi nào, thế nên ta muốn hỏi thử xem. Bích Tiêu nhíu mày, đột nhiên biến mất. Diệp Huyên gật đầu. Bích Tiêu im lặng một lát mới nói, tỷ tỷ kia của ngươi có thực lực thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó chỉ vào thiên yếm ở đằng xa, ta nghĩ là mạnh hơn người phụ nữ đó. Biểu cảm của Bích Tiêu cứng ngắc. Má nó chứ? Quái vật gì không biết? Chỉ là một tỷ tỷ nào đó mà lại mạnh hơn cả thiên yếm. Tuy nàng ta chưa từng đối đầu trực diện với thiên yếm nhưng buộc phải thừa nhận thiên yếm quả thật rất mạnh. Nếu một chọi một thì cả trụ nguyên giới này không có ai là đối thủ của nàng ta. Bích Tiêu thôi không nghĩ nữa mà nhìn về phía Diệp Huyên, nói cách khác, tỷ tỷ của ngươi không thể bị ai đó giết mà tự biến mất. Diệp Huyên gật đầu. Bích Tiêu tiếp tục hỏi, ngươi có biết nơi cuối cùng mà nàng ta đi là đâu không? Diệp Huyên gật đầu, biết chứ, chính là dãy núi kia. Bích Tiêu trầm mặc một lát rồi chợt nghĩ tới gì đó. Đồng tử bỗng nhiên co nhỏ, nàng ta sẽ không đi tới giếng táng đó chứ? Diệp Huyên nhíu mày, giếng táng. Bích Tiêu trầm giọng nói, đó là nơi thiên khí tộc từng bảo vệ, cũng là cấm địa của thiên khí tộc. Thiên khí tộc. Diệp Huyên thoáng ngẩn người, sau đó nhìn thiên yếm ở một bên, hắn hơi do dự một lát mới nói, tạm thời có thể ngừng một lát không? Bích Tiêu sững sờ một lát, sau đó cười nói, tất nhiên rồi. Ta có thể không nể mặt người khác nhưng còn Diệp thiếu gia thì chắc chắn phải nể mặt chứ. Dứt lời, nàng ta khẽ phất tay phải, Diệp thiếu gia đã lên tiếng, tất cả tạm ngừng lại đã, lát nữa rồi đánh sau. Ba lão già ở phía xa lập tức ngừng tay. Ở nơi đó, cường giả của thiên khí tộc và năm tộc còn lại cũng đồng loạt dừng tay. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp thiếu gia đã lên tiếng rồi. Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng ngại ngùng, hắn chỉ đến hỏi mỗi một vấn đề thôi mà. Bích Tiêu nhìn về phía thiên yếm ở đằng xa, mỉm cười, thiên yếm, Diệp thiếu gia muốn hỏi chuyện ngươi kìa. Thiên yếm lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, tay phải vẫn nắm chặt, hiển nhiên nàng ta không muốn tính toán với Diệp Huyên. Nàng ta thật sự không vui vẻ gì khi đối mặt với Diệp Huyên, hiện giờ chỉ muốn đập chết người này. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Nàng ta không muốn động chạm tới Kháo Sơn Vương vào thời điểm như bây giờ, bởi vì nếu để Diệp Huyên và Bích Tiêu về một phe thì sẽ vô cùng bất lợi với cả thiên khí tộc của nàng ta. Diệp Huyên nhìn về phía thiên yếm, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, thiên yếm cô nương, giếng táng kia là nơi thế nào? Nghe Diệp Huyên hỏi vậy, thiên yếm bỗng nhíu mày, ngươi hỏi làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, có lẽ một tỷ tỷ của ta đã đi tới nơi đó. Mặt thiên yếm không chút cảm xúc, nếu nàng ta thực sự đi tới nơi đó thì chết là cái chắc. Lông mày Diệp Huyên nhíu chặt, vì sao? Thiên yếm hờ hững nói, chỗ kia đến ta còn không dám xuống, ngươi thử nói xem. Diệp Huyên do dự một lát mới hỏi, có lẽ tỷ ấy mạnh hơn ngươi một chút. Mọi người! Thiên yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi tới đây để chứng tỏ mình ngầu đấy à? Diệp Huyên. Lúc này, Bích Tiêu ở một bên đột nhiên cười nói, Thiên yếm, đừng tức giận, chắc chắn Diệp công tử không có ý đó, đừng nghĩ cực đoan thế. Thiên yếm liếc Bích Tiêu, ngươi im miệng được không? Bích Tiêu nhún vai, được thôi, các ngươi cứ nói đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thiên yếm cô nương, vì sao giếng táng kia lại nguy hiểm? Cô có thể nói qua một chút được không? Thiên yếm hờ hững nói, người thử xuống dưới đó chẳng phải sẽ biết sao. Bích Tiêu đột nhiên nói, thiên yếm cô nương, nếu như Diệp công tử chết ở giếng táng, ta nhất định sẽ nói với người đứng sau hắn là người bảo hắn tới đó.
Thiên Yếm liếc Bích Tiêu bằng ánh mắt sắc như dao, người phụ nữ đáng chết, ngươi im miệng đi được không? Bích Tiêu cười nói, nếu ngươi không sẵn lòng bán nhân tình này vậy thì để ta. Dứt lời, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử, giếng táng kia vô cùng nguy hiểm. Ngươi có biết nguồn gốc của thiên khí tộc không? Diệp Huyên lắc đầu. Bích Tiêu cười nói, nghe nói thiên khí tộc là một chủng tộc bị vứt bỏ, về phần người vứt bỏ bọn họ là ai thì ta không rõ, ta chỉ biết chủng tộc cổ xưa nhất của giới trụ nguyên chính là thiên khí tộc. Mà giếng táng kia là nơi do thiên khí tộc trấn thủ, nói đơn giản hơn thì chủng tộc bị vứt bỏ đó dường như đang bảo vệ gì đó, hoặc là phong ấn gì đó. Về phần thứ kia rốt cuộc là gì thì ngươi có thể hỏi thử Thiên Yếm, nàng ta biết rõ đó. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Yếm cô nương có thể nói chi tiết hơn được không? Thiên Yếm lạnh lùng lướt mắt sang chỗ Diệp Huyên, đó là bí mật của tộc ta. Ta! Lúc này, Thiên Cơ ở một bên đột nhiên nói, để muội nói cho. Nàng ta biết tính tình của tỷ tỷ mình, Thiên Yếm không muốn cúi đầu trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Cơ trầm giọng nói, Diệp công tử. Nếu bạn của công tử thực sự đi tới giếng táng thì ta chỉ có thể nói một câu thôi, có lẽ nàng ta giữ nhiều lành ít. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy ngoài ba người Thanh Nhi ra thì không ai đủ khả năng giết được Niệm tỷ. Thiên Cơ bất giác hỏi, ba người. Diệp Huyên gật đầu, Thanh Nhi, cha ta và đại ca mà ta kết nghĩa, thực lực của ba người họ không khác nhau lắm. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, im lặng không nói. Thiên Cơ trầm giọng nói, Thanh Nhi chính là cô gái váy trắng kia sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên Cơ nhìn Diệp Huyên, cha ngươi và đại ca kết nghĩa của ngươi có thực lực không chênh lệch với nàng ta mấy? Diệp Huyên gật đầu, đúng, sao vậy? Thiên Cơ trầm mặc. Lúc này nàng ta chỉ muốn nói một câu, đệch ngoá. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Diệp công tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi, rốt cuộc đến từ đâu? Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Diệp Huyên, ngay cả Thiên Yếm cũng vậy, nàng ta cũng tò mò rốt cuộc Kháo Sơn Vương có lai lịch thế nào. Diệp Huyên nhìn lướt một vòng, do dự một lát mới nói, Bích Tiêu cô nương, những lời ta nói tiếp theo có lẽ sẽ không dễ nghe cho lắm. Bích Tiêu cười nói, yên tâm, chúng ta thừa sức chịu được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng, các vị ở đây chẳng khác nào sâu bọ. Vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt đều cứng đờ. Nụ cười của Bích Tiêu cũng dần dần đông cứng. Diệp Huyên nhìn Bích Tiêu, ngươi, sẽ không tức giận đấy chứ? Nụ cười của Bích Tiêu có chút hượng gạo, ngươi, nói tiếp đi. Diệp Huyên gật đầu, các vị cho rằng dị thế giới là thật sự là trung tâm vũ trụ này sao? Các ngươi có biết vũ trụ này lớn thế nào không? Đám người im lặng. Vũ trụ lớn thế nào ư? Thật ra không một ai biết cả. Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử biết ư. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, ta biết cái búa ấy. Tất nhiên hắn sẽ không nói ra thành lời. Hắn liếc đám người, cuối cùng nhìn vào Thiên Yếm cô nương, người biết không? Thiên Yếm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta không biết, người biết à? Diệp Huyên gật đầu. Thiên Yếm nhíu mày hỏi, lớn chừng nào? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cực kỳ lớn. Biểu cảm của Thiên Yếm cứng đờ. Tất cả mọi người có mặt đều hoang mang. Má nó chứ, thế mà cũng nói ra miệng được. Cực kỳ lớn, má nó nói cũng như không. Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người cảm thấy trêu đùa bọn ta vui lắm à? Bích Tiêu ở một bên cũng cảm thấy nhức đầu, Diệp công tử, ngươi, nói gì có ích chút đi. Diệp Huyên cười nói, Bích Tiêu cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đến từ nền vũ trụ văn minh cao hơn. Bích Tiêu trầm giọng hỏi, vũ trụ gì? Diệp Huyên thầm hỏi trong lòng, tháp nhỏ, mau nghĩ một cái tên vũ trụ nào. Tháp nhỏ khẽ nói, tiểu chủ, người cứ giả ngầu một mình đi, ta không làm đâu. Mặt Diệp Huyên đen lại, người theo cha ta lâu thế rồi, kiến thức cũng rộng, nghĩ đại một cái vũ trụ có thể khiến họ sợ hãi coi. Nhất định phải là nơi châu bò vào ấy. Tháp nhỏ im lặng một thoáng mới nói, vũ trụ thủy nguyên. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Tháp nhỏ nói, người của hệ Ngân Hà nói vũ trụ được sinh ra sau một vụ nổ lớn, vũ trụ thủy nguyên chính là nơi bắt đầu vụ nổ,
đó là địa phương được hình thành đầu tiên, có thể nói là khởi nguồn sinh ra các vũ trụ và tinh vực khác. Diệp Huyên trầm giọng, vũ trụ thật sự được tạo ra sau vụ nổ lớn hả? Tháp nhỏ thản nhiên nói, ai mà biết, có lẽ vũ trụ chỉ là do người nào đó chơi linh tinh rồi tạo thành, cũng giống như nhân loại vậy á, nếu con người bóp một tinh cầu, vậy chẳng phải một con kiến sẽ cần nghiên cứu mấy đời mấy kiếp sao? Nếu bóp thêm vài cái nữa, người cảm thấy con kiến đó có thể nghiên cứu rõ ràng được chắc. Diệp Huyên trầm giọng nói, trong vũ trụ này chúng ta chỉ hèn mọn vậy thôi ư. Tháp nhỏ nói, không thì sao? Tiểu chủ, người phải hiểu rõ một điều, đó là đến chính chúng ta cũng không biết vũ trụ lớn chừng nào, lại càng không biết vũ trụ được hình thành ra sao. Người tu đạo ngày ngày đòi nghiên cứu bản chất gì gì đó của đại đạo, của vạn vật, thế nhưng bọn họ lại chưa từng nghĩ tới, bản chất kia rốt cuộc được hình thành như thế nào. Bản chất của bản chất là gì? Và bản chất ban đầu lại từ đâu tới? Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, tháp nỏ, người nghĩ coi, Thanh Nhi có cấp bậc thế nào trong vũ trụ mịt mờ hiện tại? Tháp nhỏ im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, nếu chúng ta đều như sâu kiến, vậy Thanh Nhi? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, tiểu chủ, người nghĩ vậy không chút, suy nghĩ này sai ngay từ xuất phát điểm. Hiểu chưa? Diệp Huyên nhíu mày, người có ý gì? Tháp nhỏ nói, người, có lẽ đừng đặt bản thân và Thanh Nhi tỷ tỷ trên cùng một cấp bậc không? Người tự hỏi lòng mình đi. Người đòi cùng cấp bậc với Thanh Nhi tỷ tỷ á, tiểu chủ, nói không phải chứ, nhiều lúc người vừa mới chém gió giả ngầu dăm ba câu là không dừng lại được, à không, đầy lúc người chém đến mức bản thân cũng tin đó là thật. Nếu như thế giới này thật sự có thần tiên, vậy thì ta chỉ tin đúng một vị thần duy nhất, đó chính là thiên mệnh vị thần duy nhất trong suy nghĩ của tháp nhỏ ta. Diệp Huyên. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên nói, Diệp thiếu gia. Với thực lực hiện giờ của Diệp Huyên, tất nhiên bọn họ không thể nghe được lời trò chuyện giữa Diệp Huyên và tháp nhỏ. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, sau đó cười nói, vũ trụ thủy nguyên. Bích Tiêu nhíu mày, vũ trụ thủy nguyên. Diệp Huyên gật đầu, các người biết vũ trụ được sinh ra như nào không? Thật ra vũ trụ được tạo thành sau một vụ nổ lớn, mọi thứ nổ tung dẫn đến vô số tinh vực ra đời, sau khi những tinh vực kia trải qua hàng chục hàng trăm triệu năm thì tạo ra sinh mệnh. Thiên Yếm ở một bên đột nhiên nói, vụ nổ lớn. Thế vũ trụ trước khi xảy ra vụ nổ là gì? Mọi người cùng nhìn về phía Diệp Huyên, hiển nhiên họ rất tò mò điều này. Diệp Huyên cười nói, trước vụ nổ thì vũ trụ là nơi hỗn độn. Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy tại sao nơi hỗn độn đó lại nổ tung? Diệp Huyên nói, ta chém ra chứ sao? Mọi người. Tháp nhỏ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng kỳ quái. Thằng nhóc này chém ra á. Diệp Huyên đột nhiên nói thêm, Thiên Yếm cô nương, chúng ta đừng nói vấn đề này nữa, bây giờ ngươi có thể nói qua về giếng táng được không? Thiên Yếm mặt không cảm xúc, im lặng. Thiên Cơ ở một bên bỗng trầm giọng nói, Diệp công tử, giếng táng chính là một cấm địa hồi trước của thiên khí tộc bọn ta, thật ra tộc nhân chúng ta cũng không biết trong đó cụ thể có gì. Diệp Huyên nhíu mày, các người không biết. Thiên Cơ gật đầu, chúng ta chỉ biết nơi đó phong ấn một thứ, nhưng cụ thể là gì thì ca rõ lắm. Năm xưa tỷ tỷ ta từng thử xuống dưới nhưng không đi sâu vào trong. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Yếm, nàng ta im lặng một lát mới nói, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng nếu tỷ tỷ ngươi thật sự xuống dưới đó và đi sâu vào trong thì chắc chắn không thể sống sót. Ngươi đừng nói nàng ta thực lực mạnh hơn ta gì đó, ta chỉ hỏi đúng một câu thôi. Nàng ta có mạnh bằng cô gái váy trắng không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm lạnh lùng nói, nếu thực lực không bằng cô gái váy trắng vậy thì lúc xuống dưới đó chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Thiên Yếm, trong giếng táng kia rốt cuộc có gì? Thiên Yếm lạnh lùng liếc Bích Tiêu, có đầu mẹ ngươi ấy. Ta và ngươi thân nhau lắm chắc. Bích Tiêu. Mọi người. Bích Tiêu cũng không tức giận, lập tức mỉm cười, Thiên Yếm, chú ý thái độ. Dù sao ngươi cũng là tộc trưởng một tộc. Thiên Yếm lạnh lùng nhìn Bích Tiêu, nhớ kỹ, ta không thân với ngươi, rõ chưa? Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu như không còn, chúng ta phải đánh một trận rồi. Diệp Huyên hỏi, giếng táng kia ở nơi nào? Thiên Yếm bấm đốt ngón tay.
một luồng sáng trắng chui vào giữa lông mày Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên quay người rời đi. Lúc này, Thiên Cơ đột nhiên nói, Diệp công tử, người muốn đi thật sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên Cơ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chỗ kia rất nguy hiểm. Diệp Huyên đang định nói chuyện, Thiên Yếm đột nhiên nói, nguy hiểm cái gì? Người ta chính là Kháo Sơn Vương đấy. Nói không chừng hắn vừa đến đã có thể trực tiếp giết chết những tên khốn kiếp dưới đó rồi. Mọi người. Diệp Huyên thoáng nhìn Thiên Yếm, sau đó nhìn về phía Bích Tiêu cô nương, nếu như ta chết ở nơi đó, nhớ kỹ, nói cho muội muội ta biết là Thiên Yếm này bảo ta đến nơi đó. Bích Tiêu hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, được. Thiên Yếm ở bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người nổi điên cái gì vậy? Diệp Huyên cười mà không nói gì, quay người ngự kiếm rời đi. Tại chỗ. Sắc mặt Thiên Yếm hơi khó coi. Bích Tiêu bên cạnh đột nhiên nói, Thiên Yếm tộc trưởng, còn đánh nữa không? Thiên Yếm tức giận nói, người phụ nữ ngu ngốc nhà ngươi, ngươi có biết hay không, nếu như hắn chết ở nơi đó, cô gái kia sẽ diệt toàn bộ trụ nguyên giới. Bích Tiêu nhíu mày, sẽ không đâu. Sắc mặt Thiên Yếm vô cùng khó coi, sẽ không. Nếu hắn chết ở nơi đó, chắc chắn cô gái kia sẽ chém một kiếm đến, với thực lực của nàng, một khi ra tay với trụ nguyên giới, tất cả mọi người nơi này đều phải chết. Ngươi còn cười vui vẻ như thế, ta trông ngươi hệt như một tên thiểu năng trí tuệ vậy. Bích Tiêu trầm giọng nói, là ngươi bảo hắn đi. Thiên Yếm tức giận nói, ta không biết hắn sẽ đi thật. Mẹ nó, chẳng lẽ tên này không có tí cảm giác nguy hiểm nào à? Bản thân hắn có thực lực gì, trong lòng không có cân nhắc gì à? Ta cũng đã nói với hắn rồi, ngay cả ta xuống cũng rất nguy hiểm, vậy mà hắn vẫn muốn đi, mẹ nó, người có chống lưng đều không kiêng dè gì như vậy sao? Bích Tiêu. Sắc mặt Thiên Yếm hơi khó coi. Nếu như Diệp Huyên thật sự chết ở nơi đó, chắc chắn cô gái kia sẽ không bỏ qua cho Thiên Khí tộc, càng không bỏ qua cho cả trụ nguyên giới. Không chỉ Thiên Yếm, sắc mặt Bích Tiêu bên cạnh cũng trở nên khó coi. Nàng ta chưa từng tiếp xúc với cô gái váy trắng, nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên Yếm, nàng ta biết, Thiên Yếm không nói dối. Nếu như Diệp Huyên chết ở nơi đó, cô gái váy trắng bí ẩn kia thật sự có thể hủy diệt toàn bộ trụ nguyên giới. Lúc này, Thiên Cơ bên cạnh đột nhiên nói, chúng ta đi xem xem. Đi xem xem. Nơi đây, sắc mặt người của hai bên đều trở nên kỳ lạ. Vậy không đánh nữa hả? Sắc mặt Thiên Yếm tái xanh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng ta thật sự muốn Diệp Huyên chết trong giếng kia, nhưng nếu tên này chết trong đó thật, chắc chắn cô gái kia sẽ không bỏ qua cho Thiên Khí tộc. Nghĩ đến đây, Thiên Yếm nói, đi. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Đám cao thủ người vẽ vòng như Thiên Cơ cũng lập tức đi theo. Bên cạnh, một tên cao thủ người vẽ vòng bên người Bích Tiêu trầm giọng nói, bây giờ chúng ta làm gì? Bích Tiêu nói, đi xem. Ông lão kia hơi do dự, sau đó nói, sống chết của thiếu niên kia thật sự quan trọng như vậy sao? Bích Tiêu thoáng nhìn ông lão, ngươi không thấy ngay cả Thiên Yếm cũng hoảng rồi à? Ngươi cảm thấy chuyện có thể khiến cho người phụ nữ này hoảng hốt là chuyện nhỏ sao? Nói xong, nàng ta trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Ông lão đứng ở nơi đó khẽ thở dài một hơi, chuyện này là sao? Đại chiến sinh tử, còn có thể nói dừng là dừng. Những cao thủ của năm tộc nơi đây cũng im lặng không nói gì. Thiên Khí tộc, năm đó sau khi đám người Bích Tiêu đánh đuổi người của Thiên Khí tộc đi, bọn họ không trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Thiên Khí tộc, đương nhiên, không phải bởi vì nhân từ, mà là vì giếng táng. Đối với địa phương đáng sợ đầy bí ẩn này, sáu tộc ban đầu cũng vô cùng kiêng kỵ. Lúc này địa bàn Thiên Khí tộc vô cùng hoang phế, cỏ dại rậm rạp, cực kỳ hoang vu. Sau khi đi vào Thiên Khí tộc, Diệp Huyên quét nhìn xung quanh, không thể không nói, mặc dù nơi này đã hoang phế, nhưng nhìn những kiến trúc đã sụp đổ kia cũng có thể mơ hồ cảm nhận được huy hoàng trước đây của Thiên Khí tộc. Thiên Khí tộc vô địch. Năm đó tất cả mọi người trên toàn trụ nguyên giới hợp sức mới có thể đuổi được chủng tộc này ra ngoài. Diệp Huyên quét nhìn xung quanh, thoáng chốc, hắn nhìn về nơi xa rồi đi theo hướng đó, chỉ chốc lát, hắn nhìn thấy một cái giếng trên quảng trường, miệng giếng không quá lớn,
trên mặt đất xung quanh miệng giếng rải rác các loại phù văn màu máu kỳ lạ. Không chỉ có vậy, quang miệng giếng còn có 4 sợi xích sắt màu máu khóa chặt. Diệp Huyên liếc nhìn miệng giếng, khẽ nói, chắc dưới đáy giếng này sẽ không phong ấn một vị đại lão tuyệt thế, hơn nữa còn là một người phụ nữ đâu nhỉ. Tiểu tháp. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn bước đến gần miệng giếng, mà khi hắn càng ngày càng gần miệng giếng, vậy mà trong lòng hắn lại xuất hiện chút thấp thỏm không yên. Sau khi xuất hiện chút thấp thỏm không yên này, chân mày Diệp Huyên cau lại. Nơi này không đơn giản. Trong lòng Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, có cảm nhận được nguy hiểm không? Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, tạm thời không có. Diệp Huyên đen mặt, ta còn cảm nhận được nguy hiểm rồi, ấy vậy mà ngươi vẫn chưa cảm nhận được sao? Tiểu tháp ngẫm nghĩ, sau đó nói, bình thường khi ta cảm nhận được nguy hiểm thì hai chúng ta đều đã xong đời rồi. Diệp Huyên. Tiểu tháp nói, tiểu chủ. Bằng không, ngày khác chúng ta dẫn theo thiên mệnh tỷ tỷ đến. Có thiên mệnh tỷ tỷ ở đây, bí cảnh cái gì, đại lão cái gì, tất cả đều là mây bay. Diệp Huyên trầm giọng nói, Thanh Nhi có hứng thú với mấy thứ này sao? Tiểu tháp nói, cũng đúng, thiên mệnh tỷ tỷ căn bản sẽ không có hứng thú với mấy thứ này, tiểu chủ, chừng nào ngươi mới có thể vô địch đây? Ta theo ngươi lâu vậy rồi mà ngươi vẫn chỉ là một tiểu đệ, ngươi không vội nhưng ta hơi vội rồi. Ngươi cố gắng thêm chút đi chứ. Diệp Huyên. Tiểu tháp đang định nói tiếp, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu tháp, có muốn ta ném ngươi xuống giỏ đường trước không? Tiểu tháp nhảy dựng lên, tiểu chủ, ngươi còn là con người sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi chính là tháp thiên mệnh, ngươi sợ ai chứ? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, mặc dù ta được thiên mệnh tỉ tỉ cải tạo, nhưng nàng chỉ cải tạo công năng của ta, cũng không thay đổi thực lực của ta. Lần sau khi ngươi gặp nàng, có thể bảo nàng biến ta trở nên trâu bò hơn không? Diệp Huyên nhíu mày, không phải bản thân ngươi đang tu luyện sao? Tiểu tháp im lặng chốc lát, sau đó nói, sau khi đi theo ngươi ta phát hiện ra rằng, một số khi, cố gắng không có ý nghĩa gì cả. Có thể dựa vào thì dựa vào. Diệp Huyên. Đúng lúc này, xích sắt quanh miệng giếng đột nhiên run rẩy. Sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi. Hắn nhìn về phía cái giếng kia, sau đó nói, có phải có cái gì đó bên dưới đang chào hỏi chúng ta hay không? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, đi nhìn xem. Diệp Huyên gật đầu, nghe ngươi. Nói xong, hắn đi về phía miệng giếng. Tiểu tháp. Sắc mặt Diệp Huyên hơi nghiêm trọng, bởi vì càng đến gần miệng giếng, trong lòng hắn càng thấp thỏm không yên. Ngay khi Diệp Huyên đang đi đến gần miệng giếng, hắn đột nhiên quay người. Cách đó không xa, một cô gái chậm rãi đi đến. Chính là Thiên Yếm. Diệp Huyên nhíu mày, Thiên Yếm cô nương, ngươi. Thiên Yếm đi đến trước mặt Diệp Huyên, biết bên trong phòng ấn cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm trầm giọng nói, trong đó phòng ấn tồn tại rất đáng sợ. Năm đó ta vừa xuống dưới đã suýt thì bị chém chết, mà lúc đó ta đã đạt đến vòng trong. Nếu ngươi xuống dưới, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Huyên thoáng nhìn miệng giếng kia, sau đó nói, rốt cuộc trong giếng kia có cái gì? Thiên Yếm lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, không phải thiên khí tộc ngươi phong ấn miệng giếng này sao? Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, thiên khí tộc ta là gia tộc cổ xưa nhất thế giới này, nhưng cái giếng này còn xuất hiện sớm hơn thiên khí tộc ta. Hơn nữa, tổ tiên không có bất kỳ ghi chép nào về cái giếng này. Hiểu biết của ta về cái giếng này không nhiều hơn ngươi là bao. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hắn đi đến vị trí cái giếng, cúi người nhìn xuống, bên dưới một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này, Thiên Yếm bên cạnh đột nhiên nói, nếu ngươi thật sự muốn xuống, vậy ta cho ngươi một đề nghị, mang theo muội muội vô địch kia của ngươi xuống, nàng theo ngươi xuống dưới có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Thanh Nhi. Diệp Huyên im lặng, chẳng lẽ mình phải chạy đến hệ ngân hà mời Thanh Nhi? Đúng lúc này. Miệng giếng đột nhiên rung động, ngay sau đó, những phù văn trên mặt đất xung quanh tỏa ra ánh đỏ quỷ dị. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn về phía Thiên Yếm cũng cau chặt mày lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Thiên Yếm thoáng nhìn Diệp Huyên, không biết. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, sâu dưới đáy giếng truyền đến tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo.
Nghe thấy tiếng kiếm reo này, sắc mặt Diệp Huyên bỗng nhiên thay đổi. Đây là kiếm của Niệm tỷ. Diệp Huyên muốn xông xuống giếng, nhưng lại bị Thiên Yếm ngăn lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi xuống dưới, chắc chắn phải chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, Niệm tỷ ở bên dưới. Thiên Yếm nói, nàng ở bên dưới, đồng thời vẫn còn sống, điều này chứng tỏ nàng vẫn có năng lực tự vệ, nếu ngươi xuống dưới, dựa vào thực lực bây giờ của ngươi, chỉ có thể liên lụy nàng. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, toàn bộ miệng giếng đột nhiên rung động kịch liệt, dần dần, những phù văn đỏ như máu đó đột nhiên bộc phát ra những luồng sức mạnh kinh khủng. Thiên Yếm nheo mắt, tay phải nàng ta bỗng nhiên đè về phía trước. Quỳnh! Tất cả sức mạnh quỷ dị đều bị nàng ta trấn áp. Nhưng vào lúc này, xích sắt nơi miệng giếng đột nhiên rung động kịch liệt, cùng lúc đó, từng luồng sức mạnh to lớn không ngừng tuôn ra từ trong miệng giếng, trong nháy mắt, toàn bộ di chỉ của thiên khí tộc trực tiếp bị sụp đổ chôn vùi. Thiên Yếm mang theo Diệp Huyên lùi về phía sau, sau khi lùi mấy trăm trượng, trong miệng giếng có một cột sáng đỏ như máu phóng lên tận trời, phóng thẳng vào tinh không sâu thẳm, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không biến thành màu đỏ máu quỷ dị. Là toàn bộ tinh không. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Yếm trở nên vô cùng nghiêm túc, hình như sắp cởi bỏ phong ấn rồi. Mà lúc này, trong miệng giếng, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, nhưng nháy mắt đã biến mất, cùng lúc đó, tiếng nói của Niệm tỷ từ bên trong truyền ra, nhóc con, mau đi tìm thiên mệnh. Diệp Huyên. Tìm thiên mệnh. Vừa nghe đến câu ấy thì sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Chuyện lớn rồi. Lúc này, miệng giếng kia bỗng nứt ra. Sau đó có một cô gái chậm rãi bay ra. Đó chính là Mộ Niệm Niệm. Giờ đây, trong tay Mộ Niệm Niệm đang cầm một thanh kiếm, mặt mày có hơi nghiêm trọng. Mà xung quanh nàng lại quấn đầy những sợi tơ đỏ như máu giống như đang bị nhốt. Sau khi Mộ Niệm Niệm đi ra bèn nhìn về phía Diệp Huyên nói, đi mau. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm thanh huyên bay đến trước mặt Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, dùng kiếm của ta đi. Mộ Niệm Niệm lại lắc đầu, thanh kiếm kia chỉ thích hợp với đệ. Thích hợp. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết Niệm tỷ có kiếm đạo và kiếm của mình, tuy kiếm thanh huyên rất mạnh, nhưng cũng không thích hợp với nàng. Bấy giờ, Mộ Niệm Niệm chợt quay đầu ngó Diệp Huyên cười nói, nhóc con, nếu đệ không chạy thì sẽ không kịp đâu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, có Niệm tỷ thì ta không sợ gì hết. Mộ Niệm Niệm sửng sốt, sau đó cười to, nhóc con. Vậy đệ chờ bị đánh đi. Diệp Huyên. Lúc này, mặt đất dưới chân mọi người hơi rung lên, chẳng mấy chốc, một người đàn ông áo đen chậm rãi bay ra khỏi miệng giếng. Gã mặc một cái áo choàng màu đen to rộng, giữa trán có một chữ vạn kỳ lạ, trên người tỏa ra một khí thế cực kỳ khủng bố. Thiên Yếm bên cạnh thấy người đàn ông áo đen đó thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông áo đen chậm rãi nhắm mắt lại, tham lam hít sâu một hơi. Vẻ mặt có chút mê say. Gã như nghĩ đến cái gì bỗng nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, khẽ nhếch mép nói, không ngờ, đời sau lại có cao thủ như cô, đúng là khiến ta hơi bất ngờ đó. Mộ Niệm Niệm cười nói, chẳng phải ngươi cũng bị phong ấn sao? Khóe miệng người đàn ông áo đen gợi lên vẻ khinh bỉ, phong ấn. Trên đời này có ai có thể phong ấn ta? Ai có thể chứ? Mộ Niệm Niệm cười không nói lời nào. Thiên Yếm bên cạnh bỗng nói, vậy tại sao các hạ lại bị nhốt dưới giếng nhiều năm như vậy? Người áo đen quay đầu liếc Thiên Yếm, bị nhốt, buồn cười. Thiên Yếm nhíu mày, lúc này Niệm tỷ bên cạnh lại chợt nói, gã không phải bị nhốt mà là tự gã ở dưới đó. Thiên Yếm có hơi khó hiểu, tại sao gã lại làm như vậy? Mộ Niệm Niệm nhìn người đàn ông áo đen cười nói. Nếu không phải bị phong ấn thì chỉ còn một loại tình huống nữa đó là tự gã ngủ say dưới đó rồi đợi cái gì? Đợi cái gì? Thiên Yếm lại nhíu mày. Người đàn ông áo đen kia lại liếc nhìn xung quanh, khẽ nhếch khóe miệng, sinh linh chi khí của mảnh vũ trụ này khôi phục rồi à? Mộ Niệm Niệm ngó người đàn ông áo đen, mục đích của ngươi là sinh linh chi khí của mảnh vũ trụ này. Sai. Người đàn ông áo đen cười nói, mục tiêu của ta là toàn bộ vũ trụ. Gã vừa nói xong khẽ hút một cái, cảnh sắc xung quanh trực tiếp trở nên mờ ảo, chẳng mấy chốc, toàn bộ linh khí trong đất trời lập tức biến mất sạch sành xanh. Chẳng những thế, vô số cây cối cũng bắt đầu héo úa rồi chậm rãi hóa thành cho bụi.
Thiên Yếm thấy vậy híp mắt lại, người muốn hấp thu mảnh vũ trụ này. Người đàn ông áo đen liếc Thiên Yếm, không được hả? Thiên Yếm chậm rãi siết chặt tay phải. Người đàn ông áo đen cười nói, cô là thiên khí tộc, vậy có biết hồi xưa tổ tiên của mình đã chết như thế nào không? Gã nói xong khẽ nhếch mép, hồi đó, hắn ta là bị ta bóp nát đầu chết, đương nhiên vào thời đại đó cũng chỉ có thiên khí tộc cô là còn có thể đánh, mấy chủng tộc khác quả thật chẳng khác gì con kiến. Thiên Yếm trầm giọng hỏi, tại sao thiên khí tộc ta lại không có ghi chép gì về ngươi? Người đàn ông áo đen cười, bởi vì thế hệ cao thủ thiên khí tộc đó đều bị ta giết. Thiên Yếm nhìn chằm chằm gã nói, tại sao ngươi không giết sạch luôn đi? Mộ Niệm Niệm bên cạnh khẽ nói, gã đang nuôi dưỡng, nuôi mảnh vũ trụ và sinh linh trong đây. Nếu ta không đoán sai thì tất cả sinh linh chi khí trước đó của mảnh vũ trụ này đều bị gã cắn nuốt. Kể cả vô số sinh linh trong đây. Có điều, gã cũng không có làm đến cùng, vẫn chừa lại chút đường sống cho mảnh vũ trụ này. Còn gã thì lại ngủ đông, chờ nó khôi phục rồi lại cắn nuốt. Gã đã coi mảnh vũ trụ này và vô số sinh linh trong đây thành một cái trại nuôi heo. Cứ cách một đoạn thời gian bèn đến cắn nuốt một lần rồi lại ngủ say tiêu hóa, cứ thế lặp lại. Người đàn ông áo đen nhìn Mộ Niệm Niệm, sao cô lại biết? Mộ Niệm Niệm cười, đoán. Người đàn ông áo đen cũng cười, đoán chính xác ghê. Gã nói xong liếc mắt đánh giá Mộ Niệm Niệm một lượt. Trong mắt toát ra vẻ phấn khích, khí huyết và thần hồn của cô chắc chắn cực kỳ bổ. Vừa dứt lời, gã đột nhiên bước ra một bước khiến toàn bộ thời không trực tiếp mở ảo, một cái bóng điên cuồng len lỏi trong khoảng thời không kia. Nó rõ ràng rất nhanh nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chậm. Diệp Huyên thấy vậy thì biến sắc. Thời gian khác biệt. Giờ phút này, mảnh không gian của người đàn ông áo đen kia và Niệm Tỷ đã hoàn toàn khác biệt. Gã sử dụng mánh khóe giống như không gian trong tiểu tháp định dùng thời gian trực tiếp giết chết Niệm Tỷ. Giờ đây, sắc mặt của Thiên Yếm cũng trở nên nghiêm trọng. Đám người Bích Tiêu vừa tới cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, họ đều nghe thấy được lời nói của người đàn ông áo đen. Mục tiêu của gã là toàn bộ trụ nguyên giới. Còn độc ác hơn thiên khí tộc, dù sao họ cũng không nghĩ tới chuyện hủy diệt trụ nguyên giới. Đằng xa. Mộ Niệm Niệm bỗng nhún mũi chân, người nhẹ nhàng giống như một bông tuyết bay ra. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang chợt nổ tung ở hiện trường. Ầm. Cái bóng người trực tiếp bị luồng kiếm quang kia ép dừng lại. Nhưng lúc này, cái bóng ấy lại bỗng dưng biến mất. Niệm Tỷ chậm rãi nhắm mắt lại, phút chốc, xung quanh chợt hiện lên vô số kiếm quang, từng tiếng xé rách không ngừng vang lên trong mảnh thời không đó. Đùng. Bỗng dưng, mảnh thời không kia chợt nổ tung trở thành một cái lốc xoáy màu đen. Mộ Niệm Niệm và người đàn ông áo đen đồng loạt lui lại, cả hai gần như dừng lại cùng một lúc. Sau khi hai người ngừng lại, xung quanh Mộ Niệm Niệm vẫn còn sót lại một số kiếm khí. Khóe miệng Mộ Niệm Niệm khẽ nhếch đi. Nàng vừa nói xong, những luồng kiếm khí bên cạnh nàng bỗng biến mất. Người đàn ông áo đen đằng xa mở tay ra rồi khẽ nhấn về phía trước. Thoáng chốc, một cái lốc xoáy màu đen bèn xuất hiện trong tay. Khi những luồng kiếm khí ấy xông đến trước mặt gã thì đều bị nó hấp thu. Song lúc này, bỗng dưng có một thanh kiếm đâm tới. Trong mắt người đàn ông áo đen kia lóe lên vẻ tàn nhẫn, tay phải vỗ mạnh về phía trước, lốc xoáy màu đen kia chợt bùng nổ. Ầm. Sau một tiếng nổ vang trời, thời không ở đây trực tiếp hóa thành cho bụi. Kế tiếp. Từng luồng kiếm quang chợt bắn ra từ trong mảnh thời không bí ẩn kia. Cùng lúc đó, Mộ Niệm Niệm cũng bị đẩy lùi vào vực sâu thời không. Nàng vừa dừng lại, ngón tay chỉ thẳng lên trời rồi khẽ vạch một cái. Vèo. Chân trời đằng xa bỗng xuất hiện một thanh kiếm bổ thẳng xuống. Ầm. Người đàn ông áo đen kia lập tức bị đẩy vào vực sâu thời không. Diệp Huyên thấy vậy thì nhíu mày. Giờ phút này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Niệm Tỷ và người đàn ông áo đen kia đã áp đảo thời không nhưng hai người đánh nhau vẫn ở bên trong thời không. Đây là tại sao? Bấy giờ, Thiên Yếm bên cạnh chợt nói, Kháo Sơn Vương, có gì đó sai sai. Diệp Huyên nhíu mày, ý cô là gì? Thiên Yếm nhìn về phía người đàn ông áo đen kia, thực lực của tên này rất mạnh nhưng tỷ tỷ của ngươi cũng không kém cạnh gì gã. Xong. Ban nãy tỷ tỷ của ngươi lại bảo ngươi đi tìm cô gái váy trắng.
Diệp Huyên nghe vậy con ngươi chợt co rút lại, mẹ nó không thích hợp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 181.